MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Bên dưới phần mô tả tim có để danh sách phát của bộ truyện cũng như các bộ truyện khác đang phát trên kênh, anh em kích vào để nghe trọn bộ nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Chí Tôn Thần Điện tập 147. Tà thần tộc bày ra đại trận, ngưng tụ ra nguyên một đám đen nhánh cổ lão chư lớn. Những cái này chư lớn vừa xuất hiện, liền hướng cái kia một cái đại cung bay đi. Hào quang rực rỡ, chấn áp mà xuống. Nhưng lúc này, cái thanh kia đại cung tản mát ra một đạo quang mang, như một cái quang cháo, bao phủ bản thân, những cái kia chữ lớn bị quang cháo ngăn tại bên ngoài. 10 cái tà thần tộc, trên người tản mát ra càng thêm nồng nặc ánh sáng màu tím, không ngừng tràn vào trong lòng đất, uy lực của đại trận mạnh hơn, không ngừng phát ra ô quang, nguyên một đám đen nhánh chữ lớn không ngừng xuất hiện, liên tục không ngừng hướng về đại cung phóng đi. Nhưng là, đại cung chung quanh cái kia một lồng ánh sáng, mặc dù không ngừng chấn động, nhưng từ đầu đến cuối không có bị kích phá. Thanh này đại cung, linh tính vẫn còn, tuyệt đối là một cái vô thượng thần cung. Lục Minh trong lòng âm thầm suy nghĩ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lửa nóng ý tứ. Chỉ chốc lát sau, y nguyên vô hiệu, không có phá mở đại cung bên trên lồng ánh sáng. Chúng ta trận pháp, bố trí khoảng cách, cùng đại cung cách xa nhau quá xa, đại trận uy lực không thể hoàn toàn phát huy ra, nhất định phải tới gần, ở đại cung phủ cận. Bố trí xuống trận pháp mới có thể ma diệt rơi thanh này đại cung phía trên sát cơ. Một cái tà thần tộc nói. Không sai, đây là từ viễn cổ lưu lại bảo vật, nhiều năm như vậy, linh tính vẫn không có hoàn toàn trôi qua, tuyệt đối là một kiện báu vật, không thể bỏ qua, động thủ đi. Một cái khác tà thần tộc cũng đi theo mở miệng. Đón lấy, 10 cái tà thần tộc, cẩn thận tới gần đại cung, đang đến gần đại cung ngàn mét bên trong thời điểm, lại bắt đầu bố trí đại trận. Ông! Đúng lúc này, đại cung phát ra một tiếng vù vù, bắn ra ánh sáng óng ánh huy. Đón lấy, một đạo quang mang, từ đại cung bên trong nhanh chóng bắn mà ra, giống như là một đạo mũi tên. Phốc phốc, một cái tà thần tộc không phản kháng chút nào lực lượng, liền bị mũi tên bắn thủng đầu lâu, chết oan chết uổng. Tăng thêm tốc độ, một cái tà thần tộc giống to. 10 cái tà thần tộc, trên người tử quang càng lúc càng nồng nặc, bọn họ tăng thêm tốc độ bày trận, từng đạo quang mang, chui vào lòng đất. Hưu. Lúc này, đại cung lại chấn động, lại có một đạo mũi tên bắn ra ngoài, đánh chết một cái tà thần tộc. Còn dư lại tà thần tộc sợ hãi, nhưng đến một bước này, không có khả năng lui lại, chỉ có thể cắn răng tiếp tục. Bọn họ tăng thêm tốc độ bày trận. Hưu, hưu. Ở tại bọn hắn bày trận quá trình bên trong, đại cung không ngừng chấn động, từng đạo mũi tên bắn ra, cái này tiếp theo cái kia tà thần tộc bị bắn giết. Uy lực thật là khủng khiếp. Đây là không có tiêu tán sát cơ. Lục Minh ánh mắt có chút ngưng trọng. Hắn nhìn ra, cái này đại cung bên trong, chỉ sợ có lưu một tia đại cung chủ nhân lúc còn sống một sợi sát cơ, phàm là đến gần sinh linh, đều sẽ bị đại cung vô tình bắn giết. Cái này cũng là vì cái gì trước đó Lam Vân bọn họ phải gọi Lục Minh dò đường nguyên nhân, nếu là trước đó cái thanh kia kiếm gãy còn có linh tính, chỉ sợ cũng là vô cùng nguy hiểm. Mà những cái này tà thần tộc, hiển nhiên là muốn bố trí xuống đại trận, ma diệt rơi đại cung bên trên sát cơ. Chốc lát không đến, thì có 8 cái tà thần tộc, chết ở đại cung phía dưới. Mà bây giờ, còn thừa lại 9 cái tà thần tộc. Thành công, lui. Một cái tà thần tộc giống to. Bá, bá. Còn dư lại 9 người, điên cuồng lui lại, nhưng lúc này, đại cung chấn động, lại có một đạo mũi tên bắn ra, bắn về phía trong đó một cái tà thần tộc. Không. Cái kia tà thần tộc tuyệt vọng giống to, tràn ngập sự không cam lòng. Đã thành công, đều lui về sau, ở một khắc cuối cùng, mũi tên lại hướng hắn bắn ra một tiễn. Phốc, không có chút nào lo lắng, cái này tà thần tộc bị bắn giết, chỉ còn lại có 8 cái tà thần tộc. Còn dư lại 8 người, tốc độ kinh người, cực tốc lui lại, làm lui lại đến khoảng cách nhất định thời điểm, cái thanh kia đại cung không còn phát ra quang mang, trầm tĩnh lại. 8 cái tà thần tộc, trên mặt đều lộ ra nghĩ mà sợ biểu lộ. Nếu là bọn họ vận khí kém, đã chết. Bắt đầu đi. 8 người liếc nhau, sau đó bắt đầu kích phát đại trận. Lần này, nội ngoài 2 tầng đại trận cùng một chỗ kích phát, hình thành nguyên một đám cổ lão huyền ảo chữ lớn, bay về phía đại cung. Lục Minh xem chừng, loại này đại trận, hẳn là tà thần tộc đều có đại trận. Cổ lão chữ lớn bay về phía đại cung phát sáng, có một tầng quang cháo bao phủ. Nhưng lần này, cổ lão chữ to uy lực, hiển nhiên so vừa rồi mạnh một mảng lớn. Chữ lớn phát sáng, như từng kiện binh khí, hướng về quang cháo chấn áp mà xuống.
Oanh, oanh. Những cái kia quang cháo không ngừng chấn động, nổi lên từng tầng gợn sóng, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát một dạng. Vài phút về sau, quang cháo quả nhiên ngăn cản không nổi, giống như là một cái bong bóng đồng dạng, phù một tiếng, vỡ nát ra. Những cái kia chữ lớn, chen lấn phóng tới đại cung, bao trùm ở đại cung phía trên. Ông! Giờ khắc này, đại cung chấn động, bắn ra kinh khủng sát cơ, tràn ngập bốn phía. Những cái kia bao trùm ở đại cung bên trên chữ lớn, từng cái sụp đổ. Nhưng là, lập tức liền sẽ càng nhiều chữ lớn bao trùm lên đi. Mỗi một lần chữ lớn sụp đổ, đại cung bên trên sát cơ, liền ảm đạm một điểm, yếu bớt một điểm. Đây cũng là lấy đại trận lực lượng, đi ma diệt rơi đại cung bên trong sát cơ. Theo thời gian trôi qua, đại cung bên trên sát cơ, càng ngày càng yếu. Nửa giờ về sau, đại cung bên trên sát cơ, đã hoàn toàn biến mất. Thành công, ha ha. Một cái tà thần tộc cười to, mặt khác tà thần tộc đều lộ ra vui mừng. Bọn họ dậm chân hướng về phía trước, tới gần đại cung không có một chút phản ứng. Cuối cùng, bọn họ gần sát đại cung, một cái tà thần tộc tiến lên, một tay lấy đại cung chộp trong tay. Ông, cái kia tà thần tộc đem đại cung chộp trong tay, tay cầm dây cung, ý đồ kéo ra, nhưng kéo một hồi, đại cung một điểm phản ứng đều không có, căn bản kéo không ra. Ha ha, không hổ là vô thượng khôi bảo, lấy tu vi của chúng ta, căn bản kéo không ra. Cái kia tà thần tộc cười to, càng thêm hưng phấn. Như thế trọng bảo, bọn họ mang về nộp lên mà nói, nhất định có thể lấy được phần thưởng phong phú. Cho ta xem một chút. Một cái khác tà thần tộc hiếu kỳ không thôi, tiếp nhận đại cung, cũng ý đồ kéo ra, nhưng là không có hiệu quả. Nơi xa, Lục Minh trong mắt tràn ngập ra sát cơ. Ba cái tứ tinh hư đế, năm cái tam tinh hư đế. Lục Minh nói nhỏ. Vừa rồi, những cái này tà thần tộc điều khiển đại trận, Lục Minh đã sớm rõ ràng những cái này tà thần tộc thực lực. Những cái này tà thần trong tộc, lúc đầu có hai cái ngũ tinh hư đế, nhưng là quá xui xẻo, bị đại cung bắn chết, còn dư lại, mạnh nhất cũng chỉ là tứ tinh hư đế. Lục Minh quyết định động thủ, chém giết những cái này tà thần tộc, đem đại cung đoạt tới. Bá! Lục Minh xông lên không trung, từ trên cao tới gần tà thần tộc phiến kia khu vực. Lục Minh thi triển thần tức thuật, một điểm khí tức đều không có phát ra, đối phương một điểm cảm giác đều không có, vẫn ở trong đó truyền nhìn đại cung. Ngay tại lúc này, Lục Minh tâm niệm vừa động, thân thể đáp xuống, như một đạo thiểm điện đồng dạng, hướng về phía dưới đánh tới. Ở sông qua bên trong, Lục Minh trong tay, ngưng tụ ra một cái chiến kiếm. Đây là thần thông chi thuật, tử vong chi kiếm. Không tốt, có người. Tà thần tộc người, cũng phát hiện Lục Minh, nhao nhao giống to, toàn thân tử quang tràn ngập. Giết! Lục Minh hét lớn, một kiếm chém về phía một cái tứ tinh hư đế. Lục Minh một kiếm chém về phía một cái tứ tinh hư đế tà thần tộc. Thời khắc mấu chốt, cái này tà thần tộc con mắt thứ ba phát sáng, một đạo trùng sáng màu tím, bắn ra, hướng về Lục Minh xuyên tới. Đồng thời, hắn toàn thân bắn ra tử quang, trong tay xuất hiện một cái cự phủ, hướng lên trên chém tới. Oanh! Lục Minh lực chạm mà xuống, tử vong chi kiếm chém trúng tà thần tộc con mắt thứ ba bên trong bính phát trùng sáng màu tím. Tử vong chi kiếm chấn động. Tử vong pháp tắc cùng năm loại pháp tắc không ngừng chấn động, hình thành đáng sợ cắt đứt lực lượng, trực tiếp đem chùm sáng phách chạm ra, tiếp tục chém xuống. Đón lấy, tử vong chi kiếm cùng đối phương cự phủ đụng vào nhau. Một tiếng kịch liệt oanh minh, tử vong chi kiếm chấn động, nhưng đối phương cự phủ chấn động càng thêm lợi hại, cuối cùng càng là trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành mảnh vỡ bay loạn, rất nhiều mảnh vỡ, đánh vào tà thần tộc trên người mình. Đụng! Cái này tà thần tộc thân thể bay ra ngoài, trên người xuất hiện nguyên một đám vết thương, máu tươi chảy ròng. Nhưng cũng chưa chết. Thực lực thật là mạnh. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Cái này tà thần tộc, chỉ là tứ tinh hư đế mà thôi. Lấy Lục Minh bây giờ chiến lực, thì triển ra tử vong chi kiếm, một dạng tứ tinh hư đế, có thể trực tiếp miểu sát. Liền xem như ngũ tinh hư đế, cũng có thể một chiêu trọng thương. Nhưng vừa rồi, Lục Minh ở tập kích phía dưới, chém xuống một kiếm. Đều không có giết đối phương, chỉ là đem đối phương trọng thương, cái này tà thần tộc chiến lực, vượt ra khỏi Lục Minh tưởng tượng. Không kém gì trước đó cái kia Lam Tùng Thạch. Lục Minh trong lòng chuyển qua một đạo suy nghĩ. Cái kia Lam Tùng Thạch, cũng là tứ tinh hư đế, nhưng chiến lực mạnh, ở phía xa Lục Minh trước đó đụng phải tứ tinh hư đế. Nơi này là lưỡng giới giao chiến chiến trường, những người này, cũng là từ lưỡng giới giao chiến quân doanh mà đến, hàng năm trên chiến trường chém giết, chiến lực so đồng cấp tồn tại mạnh hơn.
Lục Minh trong lòng suy nghĩ, cho ra cái kết luận này. Đương nhiên, Lục Minh chuyển qua những ý niệm này, chỉ là đang trong nháy mắt mà thôi, thân hình hắn không ngừng chút nào, tiếp tục thẳng hướng cái bị thương tà thần tộc. Bất quá lúc này, mặt khác tà thần tộc đã kịp phản ứng, từng đạo đáng sợ chùm sáng màu tím, hướng về Lục Minh đâm xuyên tới. Lục Minh chỉ có thể dừng lại chống đối, vung vẩy tử vong chi kiếm, đem những cái này chùm sáng màu tím ngăn lại. Hắn phát hiện, những cái này chùm sáng màu tím, uy lực cũng phi thường kinh người. Từng cái tà thần tộc chiến lực, đều so Lục Minh trước kia đụng phải vảy màu đen tà thần tộc mạnh hơn. Những cái này, tuyệt đối là tà thần tộc tinh nhuệ. Giết! Lục Minh phá mở mấy đạo chùm sáng màu tím, thẳng hướng một cái tam tinh hư đế. Miểu sát không được tứ tinh hư đế, miểu sát tam tinh, dù sao cũng nên có thể chứ. Ngăn lại hắn. Tám cái tà thần trong tộc, tổng cộng có ba cái tứ tinh hư đế, trước đó bị Lục Minh đả thương nặng một cái, còn có hai cái. Giờ phút này, hai cái này tà thần tộc là chủ lực, hướng Lục Minh phát động cuồng phong bảo vũ đồng dạng tiến công. Mà mặt khác tam tinh hư đế tà thần tộc, thì tại bên ngoài, hướng về Lục Minh phát động tiến công. Lục Minh không dám khinh thường, ngưng thần chống đối. Hắn mặc dù có thể miểu sát tam tinh hư đế, nhưng không có nghĩa là, hắn có thể không nhìn tam tinh hư đế tiến công, huống chi, những cái này tam tinh hư đế lực công kích, phi thường đáng sợ, Lục Minh bị đánh trúng, cũng phải bị thương. Nhân tộc run rế, dám đánh lén ta, giết. Cái kia bị Lục Minh đánh lén tà thần tộc, cũng giết trở về. Lục Minh bị tám cái tà thần tộc bao bọc vây quanh, trong lúc nhất thời, chỉ có thể tự vệ, căn bản khó có thể giết địch. Khinh địch. Lục Minh thầm than. Ban đầu ở nguyên giới, hắn có thể miểu sát tứ tinh hư đế, tăng thêm gần nhất hắn thực lực lại có tăng lên, cho nên lúc trước hắn, không thế nào đem tứ tinh hư đế để ở trong lòng, trừ phi là Lam Vân loại kia đỉnh cấp thiên kiêu. Cho nên, hắn mới ra tay, trực tiếp giết đi ra. Hiện tại, hắn hiểu được, xem thường người khác. Nơi này chính là lưỡng giới chiến trường A, có thể ở trong này tham chiến, cũng là tinh nhuệ, không thiếu khuyết cao thủ. Xem ra, chỉ có thể mượn dùng để tam huyết mạch lực lượng. Lục Minh trong lòng hơi động, lập tức, để tam huyết mạch bên trong, có một cỗ lực lượng tràn vào Lục Minh toàn thân. Lục Minh không dám mượn dùng lực lượng quá nhiều, để tam huyết mạch quá quỷ dị, mượn dùng quá nhiều, tâm trí đều sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng dù vậy, Lục Minh lực lượng, cũng là tăng nhiều. Giết! Để tam huyết mạch, ẩn chứa sát cơ nồng nặc, Lục Minh hét lớn một tiếng, sát khí lạnh như băng, bộc phát ra, tất cả tà thần tộc, đều không khỏi dùng mình một cái. Cơ hội tốt như vậy, Lục Minh sao lại bỏ lỡ, bước ra một bước, tử vong chi kiếm chém về phía cái kia trước đó bị hắn trọng thương tà thần tộc. Phốc! Lần này, cái này tà thần tộc lại cũng khó có thể chống đối, trực tiếp bị Lục Minh một kiếm chém thành hai nửa. Ngay sau đó, Lục Minh chiến kiếm thuận thế quét ngang mà ra, đem một cái tam tinh hư đế cảnh tà thần tộc chém giết. Giết! Liên sát hai người về sau, Lục Minh lại giết hướng một cái tứ tinh hư đế. Cái kia tứ tinh hư đế giống to, dùng hết áp đáy hòm tuyệt chiêu chống đối, nhưng chiến kiếm chém qua về sau, hắn toàn bộ công kích sụp đổ, cả người bay ra ngoài, trọng trọng té lăn trên đất, khó có thể động đậy. Mặc dù không chết, cũng không sức tái chiến. Theo đối phương nhân số giảm bớt, Lục Minh thực lực tăng cường, liên tiếp, Lục Minh càng là vô địch. Phốc, phốc, lại là hai kiếm, lại có hai cái tam tinh hư đế bị chém giết. Mấy hơi thở, đối phương tám người, chỉ còn lại ba người. Ba người còn lại, rốt cục sợ, xoay người chạy. Lục Minh sao lại làm cho đối phương chạy thoát, thân hình lấp lóe, đuổi theo, một kiếm một cái, đem còn dư lại hai cái tam tinh hư đế chém giết, chỉ còn lại có cái cuối cùng tứ tinh hư đế, đã chạy ra một khoảng cách. Lục Minh cực tốc đuổi tới, 10 dặm về sau, Lục Minh đuổi kịp đối phương. Cùng chết, mắt thấy trốn không thoát, cái này tà thần tộc giống to, con mắt thứ ba bộc phát ra ánh sáng óng ánh huy, như một khỏa tử sắc mặt trời nhỏ một dạng. Hiu, một đạo chùm sáng màu tím, uy lực cực kỳ dọa người, hướng về Lục Minh đâm xuyên tới. Bắn ra đạo ánh sáng này buộc về sau, cái này tà thần tộc khí tức, lập tức uể oải xuống dưới. Lục Minh lông tơ nổ tung dựng lên, đạo ánh sáng này buộc, cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Chảm, Lục Minh bộc phát toàn lực, lực chảm mà xuống. Đông, một tiếng rung mạnh, Lục Minh trong tay tử vong chi kiếm, thế mà nổ bể ra đến, Lục Minh thân hình nhanh chóng thối lui. Cảm giác bàn tay hơi tê tê. Thật là mạnh uy lực. Đối phương liều chết một đòn, uy lực thật đúng là kinh người, giờ phút này, hắn nhưng là mượn đệ tam huyết mạch lực lượng,
nhưng Tử Vong chi kiếm vẫn là bị đối phương đánh tan. Thấy mình liều chết một đòn, vẫn không có đánh giết Lục Minh, cái kia tà thần tộc lộ ra tuyệt vọng. Nhân tộc run rế, tộc ta này sớm sẽ san bằng các ngươi, đem các ngươi những cái này hèn mọn run rế, chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Cái này tà thần tộc giống to. Tương lai, bị tiêu diệt, lại là các ngươi. Lục Minh ánh mắt lạnh lùng, Tử Vong chi kiếm lại một lần nữa ngưng tụ mà ra, một kiếm chém tới, đem đối phương chém giết. Thu hồi đối phương vòng tay chữ vật, Lục Minh lại giết trở về, đem cái kia trọng thương tà thần tộc chém giết. Đối với tà thần tộc, Lục Minh sẽ không chút nào lưu tình, có thể giết một cái là một cái. Tà thần tộc, một lòng muốn công phá thiên giới cùng nguyên giới, đến lúc đó, sẽ sinh linh đổ thán. Ngươi không giết bọn họ liền sẽ giết ngươi. Đến đây, tám cái tà thần tộc, toàn bộ bị Lục Minh chém giết, Lục Minh tâm niệm vừa động, đệ tam huyết mạch lực lượng, bị Lục Minh thu vào. Cái này đệ tam huyết mạch, rốt cuộc là cái gì? Lục Minh trong lòng, không khỏi suy nghĩ. Hắn không chỉ một lần, đang suy nghĩ cái vấn đề này. Đệ tam huyết mạch, tựa hồ phi thường thần bí, hơn nữa lực lượng vô tận, sát cơ vô tận, hắn căn bản không dám quá nhiều mượn dùng bên trong lực lượng. Cỗ này lực lượng, không phải hắn có thể điều khiển qua. Hơn nữa, theo tu vi càng ngày càng sâu, hắn đối đệ tam huyết mạch kiêng kỵ, ngược lại mạnh hơn. Bởi vì mặc kệ hắn thực lực làm sao tăng lên, ở đệ tam huyết mạch cỗ này lực lượng trước mặt, hắn đều như là run rế đồng dạng, vô cùng nhỏ bé. Không thèm quan tâm, chỉ cần thực lực, có thể không ngừng mạnh lên, này sớm có khả năng đem cỗ lực lượng, nạp làm chính mình dùng. Lục Minh lắc đầu, sau đó đem tất cả tà thần tộc vòng tay chữ vật thu vào, bao quát trước đó bị đại cung bắn giết những cái kia tà thần tộc. Những cái này, đều là võ đế cảnh cường giả, đối với Lục Minh mà nói, lại là một bút phong phú thu hoạch. Sau đó, Lục Minh nguyên một đám chữ vật giới chỉ tìm. Tìm được. Sau đó không lâu, Lục Minh lộ ra vui mừng, trong tay xuất hiện một cái đại cung. Chính là trước đó tà thần tộc lấy được cái thanh kia đại cung. Đại cung dài một thước rưỡi, không biết tài liệu gì đúc thành, nặng nề vô cùng, đại cung mặt ngoài, vết dỉ lốm đốm. Thử một chút. Lục Minh một tay nắm lấy chuôi cây cung, một tay lôi kéo dây cung, ra sức kéo một phát. Không nhúc nhích tí nào. Đại cung không nhúc nhích tí nào, dây cung một điểm đường cong đều không có. Lấy lực lượng của ta bây giờ, thế mà hoàn toàn kéo không nhúc nhích, khó trách những cái kia tà thần tộc, cũng không có kéo động. Lục Minh thầm kinh hãi. Thanh này đại cung, thực không thể coi thường, tuyệt đối là một cái vô thượng báu vật, tức liền qua nhiều năm như vậy, y nguyên còn bảo lưu lại linh tính, có thể thấy được lốm đốm. Thử lại thử một lần. Lục Minh không cam tâm, một lần này, Lục Minh đem tất cả pháp tắc chi lực, đều bảo phát đi ra. Ông, lần này, đại cung phát sinh hơi hơi chấn động, đồng thời, Lục Minh cảm giác, dây cung bị kéo động. Mặc dù chỉ là bị kéo động một tia, nhưng quả thật bị kéo động. Đồng thời, năng lượng trong thiên địa, còn có Lục Minh thể nội thánh lực, điên cuồng hướng về đại cung bên trong quán chú đi. Một căn lóng lánh thất thải nhan sắc mũi tên nổi lên. Thành công! Lục Minh mắt sáng rực lên, sau đó buông lỏng tay, mũi tên nhanh chóng bắn mà ra, như một đạo thiểm điện đồng dạng, bay thẳng đến ra mấy vạn mét bên ngoài, bắn tại trên một ngọn núi. Oanh! Ngọn núi phía trên, bị oanh ra một cái động lớn, toái thạch vẩy ra. Uy lực thật là khủng khiếp! Lục Minh lộ ra vẻ hưng phấn. Nơi này, thế nhưng là viễn cổ một cái chiến trường, qua tuyệt thế cường giả đại chiến. Năng lượng cùng sát cơ tàn phá bừa bãi, để trong này mặt đất, núi đá, đều trở nên cứng rắn hết sức. Lục Minh một kích toàn lực, cũng chỉ có thể trên mặt đất, lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ mà thôi. Nhưng vừa rồi một tiễn, lại đem một ngọn núi, bắn ra một cái động lớn, uy lực mạnh, phi thường kinh người. Bất quá, hao tổn thánh lực, cũng phi thường kinh người, ta không thể một mực sử dụng. Thanh này đại cung, tựa hồ cần nhiều loại pháp tắc, mới có thể kéo ra, hơn nữa tiêu hao thánh lực. Cũng phi thường kinh người, Lục Minh dùng không có bao nhiêu lần, chỉ sợ thánh lực cũng sẽ bị rút khô. Bậc này uy lực, chỉ sợ thất tinh hư đế, đều muốn bị một tiễn bắn chết à. Mặc dù tiêu hao thánh lực kinh người, nhưng Lục Minh y nguyên phi thường hài lòng. Có cây cung này, chân đế phía dưới, hắn có thể không sợ. Hơn nữa, hắn vừa rồi chỉ là hơi kéo động một tia dây cung mà thôi, xa xa không có phát huy ra cây cung này uy lực. Theo hắn về sau tu vi tăng lên, cây cung này uy lực, cũng càng ngày sẽ càng mạnh. Lục Minh hưng phấn thu hồi đại cung, thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này. Tiếp đó,
Lục Minh Y nguyên một thân một mình xông xáo, không có phương hướng. Sau một ngày, hắn đã không biết đi bao nhiêu cự ly. Oanh, oanh. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến tiếng oanh minh. Có người đang đại chiến. Lục Minh thu liễm khí tức, lặng lẽ chạy tới, sau đó nhìn thấy, một chút tà thần tộc, đang vây công ba cái nhân tộc. Một người trẻ tuổi, một cái trung niên đại hán, một lão già. Người tuổi trẻ kia, hơi mập, tu vi mạnh phi thường, đạt đến tam tinh hư đế, hơn nữa cũng khống chế một loại tối cường pháp tắc, hiển nhiên là một cái đỉnh cấp thiên kiêu. Mà cái kia đại hán trung niên, là ngũ tinh hư đế. Lão già, là lục tinh hư đế, hơn nữa chiến lực đều mạnh phi thường. Vào lúc đó, bọn họ lại nguy cơ trùng trùng, tổng cộng có 6 cái tà thần tộc vây công bọn họ. 6 cái này tà thần tộc, toàn thân cũng là tử sắc lân phiến, tu vi phi thường cao thâm. Trong đó có một người, cũng là lục tinh hư đế, chiến lực không kém gì lão già kia. Còn có 3 cái ngũ tinh hư đế, 2 cái tứ tinh hư đế. Bậc này đội hình, để 3 cái nhân tộc, lâm vào nguy cơ bên trong, cho dù toàn lực chống đối, cũng ngăn không được, tràn ngập nguy hiểm. Thiếu gia, ngươi đi mau, chúng ta ngăn trở bọn họ. Lão già kia giống to. Muốn đi cùng đi. Thanh niên hơi mập giống to. Muốn đi, các ngươi một cái cũng đi không được, nhân tộc thiên kiêu, giết một cái, ban thưởng cũng không ít, cạc cạc cạc. Cái kia lục tinh hư đế cảnh tà thần tộc, cười to không thôi, nhưng thế công, lại không có chút nào yếu bớt, không ngừng hướng về lão già công tới. Lão già không chỉ có muốn phòng ngự đối phương lục tinh hư đế tiến công, còn muốn phòng ngự hai cái ngũ tinh hư đế, tình huống vô cùng nguy hiểm, khóe miệng đã tràn ra một tia máu tươi. Chết đi! Tà thần tộc quái khiếu. Nơi xa, Lục Minh trong mắt lóe lên một tia lãnh quang. Trong tay hắn, cái thanh kia đại cung xuất hiện, sau đó lặng lẽ vây quanh một phương hướng khác. Hắn dự định xuất thủ. Nếu là phía trước chém giết chính là thiên giới bên này sinh linh, hắn sẽ không nhúng tay, sẽ không xen vào việc của người khác. Nhưng một phe là tà thần tộc, một phe là nhân tộc, vậy liền chớ bàn những thứ khác. Đồng dạng, nếu là Lục Minh không có đạt được đại cung, hắn cũng sẽ không nhúng tay, đối phương có ngũ tinh hư đế, lục tinh hư đế, lấy chiến lực của hắn bây giờ, nhúng tay chỉ là muốn chết mà thôi. Nhưng có đại cung nơi tay, Lục Minh không sợ. Mấy hơi thở, Lục Minh liền vây quanh một phương hướng khác, sau đó kéo một phát đại cung, hướng về phía cái kia lục tinh hư đế. Đại cung phát ra hào quang nhỏ yếu, năng lượng trong thiên địa cùng Lục Minh thánh lực, không ngừng quán chú đến đại cung bên trong, một căn thất thải nhan sắc mũi tên nổi lên. Hiu! Lục Minh nhẹ buông tay, mũi tên bay ra ngoài, trong nháy mắt liền vượt qua khoảng cách mấy chục dặm, bắn về phía cái kia lục tinh hư đế, tốc độ nhanh kinh người. Cái kia lục tinh sống uổng kịp phản ứng, muốn tránh né, đã không kịp. Hắn chỉ có thể bộc phát toàn lực phòng ngự. Nhưng là, hắn phòng ngự, cùng giấy dán một dạng, không chịu nổi một kích. Phốc! Mũi tên xuyên thủng tất cả về hắn phòng ngự, từ mi tâm của hắn bắn vào, mang theo hắn phi ra mấy vạn mét, hướng về một tòa núi nhỏ bên trên. Một cái lục tinh hư đế, trong nháy mắt bị bắn giết. Hiện trường, bất kể là nhân tộc, hay là tà thần tộc cũng là sững sờ. Đặc biệt là tà thần tộc, càng kinh hãi hơn thất sắc. Giết! Lão giả kia sao lại bỏ lỡ cơ hội này, bộc phát toàn lực, một đạo kiếm quang chém ra, đem một cái ngũ tinh hư đế trọng thương. Rút lui! Một cái tà thần tộc giống to. Có thể một kiếm bắn giết một vị lục tinh hư đế, bọn họ biết rõ, thiên giới bên này, khẳng định đến một cái cao thủ khủng bố, nơi nào còn dám dừng lại, dưới sự sợ hãi, quay người lao nhanh. Hiu! Lại một đường mũi tên bay tới, nhắm ngay cái kia ngũ tinh hư đế. Cái kia ngũ tinh hư đế kêu thảm một tiếng, liền bị bắn chết. Mà đổi thành một bên, lão giả kia thừa thắng xông lên, đem cái kia bị hắn trọng thương ngũ tinh hư đế đánh giết. Đối phương tổng cộng 6 người, một cái lục tinh hư đế, hai cái ngũ tinh hư đế, toàn bộ bị đánh giết, chỉ còn lại có 3 cái tứ tinh hư đế, bỏ mạng chạy vội. 3 cái tà thần tộc là phân tán chạy trốn, bọn họ biết rõ, nếu là tụ tập cùng một chỗ, đến lúc đó ai cũng trốn không thoát. Truy! Cái kia thanh niên hơi mập giống to, hướng về một cái tứ tinh hư đế tà thần tộc đuổi theo. Mà lão già và đại hán trung niên, cũng phân biệt truy hướng một cái. Thanh niên hơi mập truy kích cái kia tà thần tộc, vừa vặn chạy về phía Lục Minh bên này. Lục Minh dậm chân mà ra, cầm trong tay đại cung, hướng về phía cái kia tà thần tộc. Cái kia tà thần tộc quá sợ hãi, kém chút dọa chết tươi. Vừa rồi, chính là hai đạo mũi tên, bắn chết một cái lục tinh hư đế cùng một cái ngũ tinh hư đế,
Bây giờ thấy Lục Minh cầm trong tay đại cung xuất hiện, hắn không hù chết mới là lạ chứ. Hắn thất kinh, mà cái kia thanh niên hơi mập, đã giết tới. Loại này tử sắc lân phiến tà thần tộc, chiến lược phi thường cường đại, bất quá thanh niên hơi mập, chính là đỉnh cấp thiên kiêu, mặc dù tu vi yếu nhất trọng, nhưng chiến lược không kém chút nào, thậm chí mạnh hơn. Một vệt ánh đao, tuyết bạch trong suốt, chém về phía tà thần tộc. Tà thần tộc toàn tâm phòng bị Lục Minh, thất kinh phía dưới, trực tiếp bị thanh niên hơi mập chém trúng, bị trọng thương. Thanh niên hơi mập một đòn mà bên trong, sau này công kích liên miên bất tuyệt, trắng như tuyết đao quang một đao tiếp một đao, hướng về tà thần tộc đánh tới. Tà thần tộc bị trọng thương, đã không thể cứu vãn, chỉ có sức phòng ngự, đã không có lực phản kích, bại vong là này sớm sự tình. Lục Minh cũng không có kéo ra đại cung, vừa rồi chỉ là hù dọa đối phương mà thôi. Lúc này gặp đại sự đã định, liền thu hồi đại cung. Bá! Một đạo thân hình lóe lên, lão già kia xuất hiện, hiển nhiên đã giải quyết đối thủ. Lại qua một hồi, kia trung niên đại hán cũng xuất hiện. Lúc này, thanh niên hơi mập hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, đao quang hắc hắc, ở tà thần tộc trên người lưu lại từng đạo vết thương. Giết! Cuối cùng, thanh niên hơi mập hét lớn, chém đối phương đầu lâu. Chém giết tà thần tộc về sau, thanh niên hơi mập, lão già, đại hán trung niên, mới nhìn hướng Lục Minh, trong mắt đều lộ ra kinh ngạc. Vừa rồi, cái kia mũi tên trong nháy mắt bắn giết một vị lục tinh hư đế, một vị ngũ tinh hư đế, bọn họ không nghĩ tới, bắn ra mũi tên chủ nhân, cư nhiên như thế trẻ tuổi. Vị huynh đệ kia, vừa rồi đa tạ cứu giúp. Hơi mập đi tới, ôm quyền nói tạ ơn, thái độ thành khẩn. Khách khí, nhìn thấy dị tộc, há có nếu mà không giết lý. Lục Minh cười một tiếng. Hảo một cái há có nếu mà không giết lý, thực sự là nói quá có đạo lý, tại hạ Lưu Hảo. Không biết huynh đệ làm sao xưng hô. Thanh niên hơi mập nói. Lục Minh. Lục Minh nói. Nguyên lai là Lục Huynh. Lưu Hảo ôm quyền. Tạ Lục tiểu huynh đệ tương trợ. Lão già và đại hán, cũng hướng Lục Minh cảm tạ, Lục Minh khách khí vài câu. Lục Huynh tựa hồ rất xa lạ, ngươi là một người tiến vào chỗ này chiến trường sao? Lưu Hảo hỏi. Không sai. Lục Minh gật gật đầu. Một mình vào đây, có chút không an toàn a. Bây giờ tà thần tộc, cũng phái số lớn cao thủ, tiến vào chiến trường cổ này, hiện tại, chúng ta thiên giới bên này người, ở cách đó không xa tụ tập, hội tụ lực lượng, cộng đồng đối kháng tà thần tộc, Lục Huynh không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ. Lưu Hạo mời nói. Lục Minh lại trầm ngâm. Qua một lúc lâu, Lục Minh gật đầu nói tốt, ta với các ngươi cùng một chỗ. Lục Minh đáp ứng, cũng là có cân nhắc của chính hắn. Đầu tiên, Lưu Hạo mấy người thoạt nhìn không giống trước đó Lam Vân đám người. Âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ, Lưu Hạo mấy người thoạt nhìn thái độ thành khẩn, không giống như là xảo trá người. Mặt khác, một mình hắn, căn bản tìm không thấy lộ ra đi, chỉ có cùng thiên giới người cùng một chỗ, mới có thể tìm được lộ ra đi, tiến vào Thái Thanh Thiên Vực. Gặp Lục Minh đáp ứng, Lưu Hạo đại hỉ, đem 6 cái tà thần tộc vòng tay chữ vật, tất cả đưa cho Lục Minh, nói một lần này may mắn mà có Lục Minh tương trợ, bằng không thì bọn họ đều phải chơi xong. Lục Minh cũng không có khách khí. Toàn bộ thu vào. Đón lấy, bọn họ hướng về một cái phương hướng đi. Đằng sau trên đường đi, bọn họ cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Sau mấy tiếng, bọn họ đi tới một mảnh trụi lùi dãy núi bên trong. Bên trong, có một đầu sơn cốc, coi như bí ẩn, nơi này hội tụ thiên giới đến sinh linh. Ngoại trừ nhân tộc, cũng có thần thú nhất tộc. Người vẫn rất nhiều. Lục Minh bọn họ đi tới thời điểm, ánh mắt quét qua, phát hiện khoảng chừng hơn 100 người. Bất quá người trẻ tuổi không nhiều, chỉ có 5-6 cái, mặt khác cũng là trung niên, hoặc là già nua, có nam có nữ, không hề nghi ngờ, cũng là võ đế cảnh tồn tại. Có một ít người, khí tức phi thường thâm hậu, ẩn ẩn có thế giới thần quang lan tràn ra. Chân đế, Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại. Chiến trường cổ này, rất nguy hiểm, tu vi càng mạnh, tiến vào nơi này càng nguy hiểm. Chân đế tiến đến, đã nhất định có tính nguy hiểm. Có khả năng sẽ bị những cường giả kia ấn ký để mắt tới. Cấp thấp chân đế còn tốt một chút, cao cấp chân đế, gặp được những cái kia ấn ký, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu Hạo cùng mấy cái thanh niên lên tiếng kêu gọi, vì Lục Minh giới thiệu một phen. Mấy cái thanh niên mỉm cười cùng Lục Minh gật đầu. Bọn họ nghe được Lục Minh danh tự, cũng không có phản ứng gì. Hiển nhiên, cho dù bọn họ nghe nói qua nguyên giới ra một cái tuyệt thế phế thể, sợ rằng cũng không biết Lục Minh danh tự. Lục Minh cũng mỉm cười gật đầu, sau đó cùng Lưu Hạo đứng ở một bên. Lưu Hạo nhỏ giọng cáo chi,
Bọn họ một lần này tiến vào chiến trường cổ này, một là tìm vận may, xem có thể hay không lấy được một chút cơ duyên, thu hoạch được một chút bảo vật. Mặt khác, bọn họ còn có một việc, chính là tra rõ ràng chỗ này của chiến trường vì sao phát sinh dị biến, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Phải chăng cùng tà thần tộc có quan hệ? Thiên giới cao tầng, đối với chuyện này rất xem trọng. Cho nên, bọn họ mới hội tụ vào một chỗ, đến một lần trao đổi một lần biết tin tức, thứ hai, đằng sau liên thủ hành động, nắm chắc cũng phải lớn hơn một chút. Theo thời gian trôi qua, người tới nơi này, càng ngày càng nhiều. Không lâu sau đó, ước chừng có 150 người hội tụ. Bá, bá. Lúc này, lại có từng đạo hồng quang bay tới. Lần này, duy nhất một lần đến hơn 10 người. Lam Vân. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, một lần này, đến hơn 10 người, người cầm đầu, lại là Lam Vân. Hiện tại xem ra, thương thế của hắn đã khỏi rồi. Lam Vân đám người đáp xuống sơn cốc bên trong, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, khi hắn nhìn thấy Lục Minh về sau, trong mắt tản mát ra sát cơ nồng nặc, sải bước hướng về Lục Minh đi tới. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt, một lần này, nhìn ngươi chết như thế nào. Lam Vân đi đến Lục Minh trước mặt, lạnh như băng mở miệng, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Đi theo Lam Vân cùng đi người, cũng dậm chân mà đến, phát ra băng lãnh khí tức. Lam Vân một đoàn người, hướng về Lục Minh bước tới, sát khí lạnh như băng, không che giấu chút nào. Lam Vân, các ngươi muốn làm gì? Lưu Hạo dậm chân tiến lên, lớn tiếng nói. Làm gì, phế tiểu tử này? Lam Vân lạnh lẽo nói. Bốn phía, những người khác nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò. Lưu Hạo biến sắc, nói, Lam Vân, lưỡng giới thành có quy định, phàm là tiến vào chiến trường, ta thiên giới người, liền muốn đoàn kết, không được tự giết lẫn nhau, người vi phạm, xử theo quân pháp, người nghĩ trái với quy định sao? Ha ha, trái với quy định, ta cho ngươi biết, là tiểu tử này trái với quy định, trước đó, tiểu tử này đánh lén, giết ta Lam gia một cao thủ, cho nên ta muốn mang phế đi hắn, dẫn hắn hồi lưỡng giới thành tiếp nhận xử phạt. Lam Vân cười to nói, lưỡng giới thành, chính là tọa lạc tại Hỗn Nguyên Thiên Vực cùng Thái Thanh Thiên Vực cửa lối đi một tòa đại thành, rộng rãi hết sức, có vô số cường giả tọa trấn, chính là có lưỡng giới thành ngăn chặn, mới chặn lại dị tộc nhịp bước tấn công. Cái gì? Nghe được lời này, Lưu Hạo ngây ngẩn cả người, nếu thật giống Lam Vân nói tới, hắn cũng không có lý do gì nhúng tay. Buồn cười. Lúc này, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt quét Lam Vân một cái, nói, ngươi và cái kia Lam Tùng Thạch, bản thân tham sống sợ chết, lại nghĩ đến bảo vật, liền đem ta xem như thử đường đá, gặp được cổ đại lưu lại tàn binh, bản thân không dám lên, lại gọi ta lên. Ta giúp các ngươi cầm qua một kiện tàn binh, sau đó muốn rời khỏi, các ngươi còn không thả ta đi, đối ta động sát niệm, ta không động thủ, chờ lấy bị các ngươi giết sao. Lời ấy, để rất nhiều người ánh mắt lóe lên, thì ra là thế. Đổi lại bọn họ là Lục Minh, chỉ sợ cũng phải động thủ. Lam Vân, nếu thật như thế, cái này không trách Lục Huynh sẽ động thủ. Lưu Hạo lại mở miệng. Ăn nói bừa bãi, ba người chúng ta hành động chung, cùng một chỗ tầm bảo, gặp được bảo vật, tự nhiên phải có một người tiến lên thăm dò, chẳng lẽ ba người cùng tiến lên đi, cái kia gặp được nguy cơ, chẳng phải là toàn quân bị diệt. Lam Vân ngụy biện nói. Vậy tại sao là ta lên, không phải là các ngươi lên? Lục Minh cười lạnh. Lần kia là ngươi lên, lần thứ hai, khẳng định chỉ chúng ta lên rồi, là thay phiên đến, nhưng ngươi bị tham niệm che đậy, đột nhiên xuất thủ đánh lén, nghĩ đánh chết chúng ta, độc chiếm bảo vật, tội đáng chết vạn lần. Lam Vân hét lớn, ánh mắt lộ ra xảo trá. Lục Minh cười lạnh, cái này Lam Vân, thật đúng là vô sỉ a. Cái gì thay phiên đến, cũng là cầu thí. Bọn họ rõ ràng chính là muốn Lục Minh một mực làm thử đường đá, Lục Minh muốn rời khỏi, liền động sát niệm, uy hiếp Lục Minh. Thì ra là thế, cái kia hết thảy đều đã minh bạch, tiểu tử này lòng sinh tham niệm, muốn giết người đoạt bảo, tại chiến trường, đánh giết người một nhà, đã nghiêm trọng trái với quy định, nhất định phải bị xử phạt. Lúc này, một bên vang lên một thanh âm, là một thanh niên nam tử, tên là Nhan Tịch, cũng là một cái nhân vật thiên kiêu. Cái này, Lưu Hạo không biết Lam Vân nói thật hay giả, trong lúc nhất thời không biết mở miệng thế nào. Lục Minh, quỳ xuống tự phế tu vi, còn cần ta động thủ sao? Lam Vân hét lớn. Có bản lĩnh, tới đi. Lục Minh lạnh lùng nói, trong tay đại cung xuất hiện. Quả nhiên to gan lớn mật, còn muốn phản kháng, động thủ. Lam Vân hét lớn. Bá, bá. Lam Vân sau lưng, bóng người lấp lóe, hơn 10 người đem Lục Minh bao bọc vây quanh, cường đại khí tức, hướng về Lục Minh ép đi.
Hai cái thất tinh hư đế, hai cái lục tinh hư đế. Lục Minh ánh mắt liếc nhìn, ánh mắt lộ ra sát khí lạnh như băng. Lam Vân mang tới những người này rất mạnh, Lục Minh dựa vào thực lực của bản thân, tuyệt đối không phải đối thủ. Nhưng bây giờ, Lục Minh có đại cung nơi tay, lại không sợ bọn họ. Những người này nếu là muốn chết, hắn không ngại đại khai sát giới. Nhưng hắn có áp lực là cái kia Nhan Tịch, người này bên người, có chân đế cảnh cường giả. Lấy Lục Minh tu vi hiện tại, cho dù có đại cung nơi tay, cũng không phát huy ra mạnh như vậy uy lực, không phải thật sự đế đối thủ. Bất quá nếu là ép, Lục Minh trực tiếp dùng ra thiên đế nhục thân, cũng có thể chém giết đối phương. Thế nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, Lục Minh sẽ không sử dụng. Bốn phía, những người khác lạnh lùng nhìn xem, không ai nói chuyện. Lam Vân, các ngươi có phải hay không quá mức, có chuyện gì, chờ trở về lưỡng giới thành lại nói. Lưu Hạo mở miệng, có chút sốt ruột. Lục Minh đã cứu mệnh của hắn, hắn không thể liền nhìn như vậy Lục Minh bị phế. Lưu Hạo, cút ngay, không cho liền ngươi cùng một chỗ cầm xuống. Lam Vân lạnh lùng quát lớn. Ngươi! Lưu Hạo sắc mặt khó coi, là hắn mời Lục Minh cùng đi, lại xảy ra chuyện như vậy, trong lòng của hắn rất khó chịu. Lưu Huynh, việc này không có quan hệ gì với ngươi, bọn họ muốn đối phó ta, thì phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Lục Minh lạnh lùng nói, thánh lực tràn vào đại cung bên trong, đại cung khẽ chấn động, tràn ngập ra một tầng quang huy. Đây là cổ đại đế binh. Lam Vân ánh mắt rơi vào đại cung bên trên, lộ ra tham lam. Đại cung tràn ngập cổ ý, mặt trên còn có pha tạp vết gì, có cực lớn có thể là ở chiến trường cổ này lấy được, chiến trường cổ này lưu lại binh khí, lại còn có linh tính, tuyệt đối không thể coi thường, nhưng hắn đỏ mắt. Lam Vân vừa muốn gọi động thủ, đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng khinh thường cười lạnh, thật đúng là hèn hạ vô sỉ a, bức người khác làm thử đường đá, cuối cùng bị người khác phản sát, hiện tại lại tới nói xấu người khác. Lam gia thực càng ngày càng không được. Thanh âm tràn đầy khinh thường, để Lam Vân đám người thốt nhiên biến sắc. Ánh mắt mọi người hướng lên bầu trời nhìn tới. Chỉ thấy, trên bầu trời một cái 14-15 tuổi thiếu niên, người mặc thái cực âm dương đạo bào, chắp hai tay sau lưng, đạp không mà đến. Là một cái tiểu đạo sĩ. Ngươi là ai, dám nhục ta Lam gia, đây là muốn chết ngươi hiểu chưa? Lam Vân lạnh lẽo mở miệng. Đừng cầm Lam gia tới dọa ta. Người khác sợ ngươi Lam gia, bản tỏa cũng không sợ. Tiểu đạo sĩ khinh thường, khóe môi nhếch lên nồng nặc trào phúng, nói chẳng lẽ ta nói sai, các ngươi rõ ràng chính là bức người khác làm các ngươi thử đường đá, người khác tự nhiên muốn phản kháng, thế mà vẫn còn nơi này vu hãm người khác, người sáng suốt cũng nhìn ra được, ngươi là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, nếu như Lam gia đều là các ngươi dạng người này, này sớm muốn bị diệt. Tiểu đạo sĩ chắp hai tay sau lưng, một bộ tuyệt thế phong độ của cao thủ. Mắt lẽ nhìn Lam Vân, một bộ trưởng bối răn dậy vãn bối bộ dáng. Ba lần bốn lượt nhục ta Lam gia, muốn chết, theo ta thấy, người này là Lục Minh đồng bọn, xuất thủ, trước phế đi hắn. Lam Vân giống to. Bá. Lam gia một cái trung niên đại hán liền xông ra ngoài, có ngũ tinh hư đế tu vi. Lấy hắn ngũ tinh hư đế tu vi, ứng phó một cái mười mấy tuổi tiểu đạo sĩ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng như vậy, chỉ có một người ngoại lệ. Kia liền là Lục Minh. Gia hỏa này, làm sao nhìn như vậy nhìn quen mắt. Lục Minh tò mò đánh giá người tiểu đạo sĩ này. Tiểu đạo sĩ hình dạng, Lục Minh khẳng định, trước kia chưa bao giờ thấy qua, nhưng khí chất hắn cảm giác hết sức quen thuộc. Mà lúc này, trên sân cũng xuất hiện biến hóa. Lam gia ngũ tinh hư đế tốc độ kinh người, hướng về tiểu đạo sĩ phóng đi, vẫy tay một cái, một bàn tay cực kỳ lớn hướng về tiểu đạo sĩ chộp tới, muốn một cái chấn áp tiểu đạo sĩ. Mắt thấy đại thủ phải bắt đến tiểu đạo sĩ thân hình lóe lên, liền biến mất khỏi chỗ cũ, sau một khắc, liền xuất hiện ở đại hán trung niên đỉnh đầu. Ta đạp! Tiểu đạo sĩ kêu lên, một cước hướng về đại hán trung niên mặt đạp xuống. Đụng! Đại hán trung niên trực tiếp bị đạp trúng, kêu thảm một tiếng, thân thể khôi ngô bay ra ngoài, đâm vào sơn cốc trên vách đá, mới ngừng lại được, nằm ở chỗ đó không ngừng run rẩy. Đám người nhìn về phía đại hán trung niên, hít sâu một hơi. Đại hán trung niên quá thảm, nửa bên mặt đều nổ bể ra đến, không thành hình người, ở trong đó kêu rên không thôi. Rất nhiều người chấn kinh. Người tiểu đạo sĩ này, thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ a, lại có như từ thực lực khủng bố, một cái ngũ tinh hư đế, thế mà ngăn không được một chiêu. Chẳng lẽ cái này tiểu đạo sĩ, là cái gì lão bối nhân vật biến ảo mà thành? Lam Vân chờ Lam ra người, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Tiểu tử này, quả nhiên là Lục Minh đồng bạn, cá mè một lứa. Công nhiên đả thương ta Lam gia cao thủ,
cùng dạng người này, không cần nói cái gì quy củ, đồng loạt ra tay, bắt lấy hắn. Lam Vân giống to. Bá, bá. Lập tức, tất cả mọi người Lam gia cao thủ động, thân hình chớp động, hướng về tiểu đạo sĩ đánh tới. Lục Minh sờ lỗ mũi một cái, có chút im lặng. Hắn lúc đầu đều muốn đại khai sát giới, giờ phút này chỉ có thể dừng tay. Dạng này cũng tốt, nếu là hắn đem Lam gia người đều giết, chỉ sợ về sau muốn vào lưỡng giới thành cũng rất khó, không cách nào tiến vào lưỡng giới thành, liền không cách nào tiến vào Thái Thanh Thiên Vực, lưu tại bên trong chiến trường này, một lúc sau, tuyệt đối là chuyện vô cùng nguy hiểm. Có cái này tiểu đạo sĩ xuất thủ, hắn liền lười nhác động thủ. Cái tổ, nhiều người như vậy đánh một mình ta, các ngươi Lam gia thực hư hỏng, sớm muộn phải hủy diệt, ta đạp. Tiểu đạo sĩ kêu la om sòm, tay chân cũng không có ngừng lại. Thân hình hắn lấp lóe, thân pháp thế mà nhanh đến mức cực hạn, đem Lam gia cao thủ công kích, toàn bộ tránh đi, bất thình lình một cước đá ra. Đụng, một cái lục tinh hư đế mặt bị đạp trúng, kêu thảm một tiếng, đi vào trước đó đại hán kia theo gót, bị đạp bay ra ngoài, nửa bên mặt đều nổ tung, nằm trên mặt đất run rẩy không ngừng. A, các ngươi hèn hạ, các ngươi vô sỉ a, các ngươi không biết xấu hổ a, ta đạp, ta đạp. Tiểu đạo sĩ tiếp tục kêu la om sòm, bất thình lình, lại đạp ra ngoài, một lần này, liên tục đá ra hai chân. Đụng, đụng. Hai bóng người bị đạp bay ra ngoài, nằm trên mặt đất run rẩy, trong lúc nhất thời căn bản dậy không nổi. Rất nhiều người hít vào khí lạnh. Bởi vì một lần này bị đạp bay, có một cái thất tinh hư đế, một cái lục tinh hư đế. Đám người minh bạch, cái này tiểu đạo sĩ chiến lực cao đáng sợ. Thất tinh hư đế A, đã là hư đế đỉnh phong, nhân vật như vậy, lại ngăn không được tiểu đạo sĩ một cước đạp. Lam gia những người khác kinh hãi, muốn lui lại, đã không kịp. Ta đạp, ta đạp, ta đạp. Tiểu đạo sĩ kêu la om sòm, thân hình trên không trung liên tục chớp động, hai chân không ngừng đá ra. Đụng, đụng. Lam gia những người còn lại, nguyên một đám bị đạp bay ra ngoài, nằm trên mặt đất run rẩy không ngừng. Lam Vân đứng ở nơi đó, trợn mắt hốc mồm. Đến phiên ngươi. Tiểu đạo sĩ nhìn về phía Lam Vân, khóe môi nhếch lên cười lạnh, hướng về Lam Vân đi đến. Ngươi, ngươi thật to gan, lưỡng giới thành cao tầng có quy định, bước vào chiến trường, thiên giới sinh linh, không cho phép tự giết lẫn nhau, ngươi dám chống lại quy định. Lam Vân giống to. Ta lại không giết bọn hắn, chỗ nào trái với quy định. Còn có, các ngươi người cặn bã như vậy, cho dù giết lại có quan hệ gì. Giữ lại lãng phí không khí sao? Tiểu đạo sĩ đỉnh đạc nói. Lam Vân kinh sợ, thân hình cực tốc lui lại, nhưng tiểu đạo sĩ tốc độ càng nhanh, lóe lên phía dưới, liền đang đuổi kịp Lam Vân. Xin đừng đạp ta. Lam Vân thét lên. Ba. Tiểu đạo sĩ một tát ra ngoài, phiến ở Lam Vân trên mặt, Lam Vân kêu thảm một tiếng, thân thể trên không trung chuyển mấy trăm vòng, trọng trọng đập xuống đất, nằm ở nơi đó toàn thân run rẩy không ngừng, khuôn mặt sưng giống đầu heo. Ta thỏa mãn ngươi, không muốn chân đạp, lấy tay đánh. Tiểu đạo sĩ bĩu môi. Những người khác hoàn toàn không còn gì để nói. Đón lấy, tiểu đạo sĩ con mắt tích lưu lưu chuyển mấy lần, nói các ngươi người cặn bã như vậy, chuyên môn vu hãm người khác, lưu tại trên đời thực lãng phí, bất qua lưỡng giới thành có quy định, ta liền tha các ngươi một mạng, nhưng không thể không phạt, gia sản của các ngươi, ta liền đời trước vì, đảm bảo, để cho các ngươi nghĩ lại, các ngươi về sau nghĩ lại rõ ràng, lại tìm ta lấy trở về đi. Nói xong, tiểu đạo sĩ thân hình chớp động, đem hơn 10 Lam gia cao thủ chữ vật giới chỉ, toàn bộ lấy đi. Rất nhiều người mí mắt trực nhảy, thật là quá tàn nhẫn. Bọn họ nhìn ra, tiểu đạo sĩ nói cái gì, đảm bảo, hoàn toàn là lấy cớ, chính là kiếm cớ thu hết bảo vật mà thôi. Cuối cùng, tiểu đạo sĩ đi tới Lam Vân trước người. Không muốn, không muốn lấy đi ta chữ vật giới chỉ. Lam Vân kêu to, tựa như một cái bị khi dễ vô tội thiếu nữ, cuộn tròn thân thể, hai tay gắt gao bắt lấy chữ vật giới chỉ. Cái này chữ vật giới chỉ bên trong, là hắn tích góp cả đời A, tất cả gia sản đều ở bên trong. Nếu là mất đi, hắn tổn thất sẽ hết sức thảm trọng. Bắt chặt như vậy làm gì? Ngươi coi ta là người nào? Ta chỉ là giúp ngươi đảm bảo, chẳng lẽ còn có thể tham ngươi bảo vật hay sao? Tiểu đạo sĩ quát lớn. Không. Lam Vân nơi nào sẽ tin tưởng tiểu đạo sĩ mà nói. Đụng, đụng. Sau một khắc, tiểu đạo sĩ liên tục hai chân đạp xuống, một cước đá vào Lam Vân trên mặt, một cước đá vào Lam Vân hạ bộ. Lam Vân kêu thảm, thân thể không ngừng run rẩy, hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép. Đường đường một đời đỉnh cấp thiên kiêu, rơi vào kết quả như vậy, để rất nhiều người trên mặt toát ra mồ hôi lạnh.
Quân tử động khẩu không động thủ, ta lúc đầu không muốn động thủ, ngươi hết lần này tới lần khác muốn bức ta động thủ, không đúng, là động cước, cần gì chứ? Tội gì khổ như thế chứ? Tiểu đạo sĩ nói thầm, vung tay lên, đem Lam Vân chữ vật giới chỉ thu vào. Thu hồi chữ vật giới chỉ về sau, tiểu đạo sĩ ánh mắt lại rơi vào Lam Vân trên quần áo, con mắt tỏa sáng, nói y phục này, là dùng 100 vạn năm tuyết tơ tầm chế thành A, đây chính là bảo bối A, lưu ở trên thân thể ngươi, cũng là lãng phí, ta liền thay, đảm bảo. Nói xong, thì đi đào Lam Vân quần áo. Vị huynh đệ kia, ngươi có phải hay không quá mức, làm người lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Nhan Tịch rốt cục nhìn không được, hắn và Lam Vân, chính là bằng hữu. Tiểu tử, ngươi cũng muốn tặng đồ cho ta, đảm bảo. Tiểu đạo sĩ nhìn xéo Nhan Tịch một cái. Nhan Tịch sắc mặt, có chút âm trầm, nói, ngươi thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng còn làm không được vô pháp vô thiên. Nói xong, Nhan Tịch vung tay lên. Đụng. Nhan Tịch sau lưng, một lão già dậm chân mà ra, tràn ngập ra khí tức kinh khủng, trên người có nhàn nhạt thế giới thần quang lấp lánh. Đây là một tôn chân đế. Nhan Tịch mang tới một tôn chân đế, cho nên lực lượng rất đủ. Một tôn nho nhỏ nhất tinh hư đế, cũng dám cùng bản tòa phách lối, cũng được, hôm nay là hơn, đảm bảo, một vài thứ A. Tiểu đạo sĩ nói thầm, một bộ than thở bộ dáng, nhưng sau một khắc, thân ảnh của hắn liền biến mất, trực tiếp xông về phía vị kia chân đế. Ngươi! Đối phương giận dữ, không nghĩ tới tiểu đạo sĩ hèn hạ như vậy, lời còn không xong đây, liền trực tiếp đánh lén. Nhan ra chân đế bộc phát, thế giới chi lực mãnh liệt cuộn trào ra, hướng về tiểu đạo sĩ đánh tới. Nhưng tiểu đạo sĩ thân hình trước liên tục, sau đó thân thể một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, cuối cùng hóa thành 16 thân ảnh. Ta đạp, ta phiến. 16 cái tiểu đạo sĩ thân ảnh, cùng một chỗ kêu la om sòm, có chết thẳng cẳng, có tát một phát. Nhưng có một điểm giống nhau, chính là bọn họ chân cùng bàn tay, đều có vô tận phù văn lan tràn ra. Đụng, đụng. Nhan ra chân đế thế giới chi lực, thế mà bị tiểu đạo sĩ phá mở. Sau đó 16 thân ảnh chân A, bàn tay A, lập tức đều chào hỏi ở nhan ra chân đế trên mặt. Nhan ra chân đế kêu thảm, cuối cùng bước vào trước đó người nhà họ Lam theo gót, bị đánh nằm trên mặt đất run rẩy, không đứng dậy nổi. TTT, một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Rất nhiều người trợn mắt hốc mồm nhìn xem tiểu đạo sĩ. Cái này tiểu đạo sĩ thực lực, cũng quá kinh khủng, đây chính là một tôn chân đế A, trực tiếp liền cho đánh ngã. Nhan Tịch càng là sắc mặt trắng bạch. Lúc này, tiểu đạo sĩ ánh mắt, nhìn về phía Nhan Tịch. Nhan Tịch toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, trên mặt gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói, vị huynh đệ kia, hiểu lầm A, ngươi xem chúng Lam Vân bảo vật, ngươi xin cứ tự nhiên, ta sẽ không quản. Cút mẹ mày đi, hiện tại bản tòa cũng coi trọng ngươi. Tiểu đạo sĩ cười lạnh, xông về Nhan Tịch. Sau đó, lại là một trận kêu thảm. Nhan Tịch người mang tới cùng Nhan Tịch bản nhân, cũng bị đánh ngã. Sau đó tiểu đạo sĩ bắt đầu thu hết, đem nhan ra tất cả mọi người chữ vật giới chỉ lấy đi. Thảm nhất chính là Nhan Tịch cùng Lam Vân, hai người bọn họ thân phận rất không bình thường, chính là đỉnh cấp thiên kiêu, trên người gia sản phong phú hết sức, ngay cả trên người mặc, trên đầu mang, trên tay mang, cũng là bảo vật khó được. Cho nên, tự nhiên bị tiểu đạo sĩ thu hết kết thúc, mỹ kỳ danh viết đảm bảo. Sau đó, Nhan Tịch cùng Lam Vân hai người, bị tiểu đạo sĩ đào chỉ còn lại có một đầu quần cộc. Những người khác thực toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, âm thầm may mắn không có đắc tội tiểu đạo sĩ, bằng không thì, trước mặt mọi người bị đào cởi hết quần áo, cái này truyền đi, tuyệt đối là chuyện cười lớn ha. Rất nhiều người đều đang vì Lam Vân cùng Nhan Tịch mặc niệm. Hôm nay thu hoạch, coi như không tệ. Tiểu đạo sĩ đem mấy thứ sau khi thu cất, mặt mày hớn hở, thầm thì trong miệng. Hắn mặc dù nói rất nhẹ, nhưng vẫn là bị những người khác nghe được, nguyên một đám cảm giác một trận đau răng. Tiểu đạo sĩ ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, đảo qua đám người, sau đó lại mang trên lưng hai tay, bày ra một bộ cao thủ tuyệt thế bộ dáng, nói, những người này quá hèn hạ, thế mà bức người khác làm thử đường đá, cuối cùng còn muốn giết người khác, cho nên mới rơi xuống kết cục này, cho nên nói, làm người vẫn là muốn phúc hậu. Rất nhiều người xem thường. Phúc hậu. Nhất không tử tế đúng là ngươi a. Đương nhiên, không người nào dám nói ra miệng, chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, bằng không thì nói không chừng lại muốn rơi vào Lam Vân đám người kết quả giống nhau. Cuối cùng, tiểu đạo sĩ ánh mắt nhìn về phía Lục Minh, nói tiểu tử, ta xem ngươi ở nơi này cũng không được thích, bản tọa nhìn ngươi cũng tính một nhân tài, không bằng cùng bản tọa lăn lộn a, bản tọa mang ngươi rời đi nơi này,
mà ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, làm sao? Tốt. Lục Minh không chút do dự, trực tiếp gật đầu. Sảng khoái như vậy. Tiểu đạo sĩ Hồ Nghi. Chính là thoải mái như vậy, chúng ta đi thôi. Lục Minh cười một tiếng, sau đó hướng Lưu Hạo mấy người liền ôm quyền, nói, Lưu huynh, Lục Minh cáo tử. Đi thôi đi thôi. Tiểu đạo sĩ chắp hai tay sau lưng, đạp không đi, rời đi đầu này sơn cốc. Lục Minh cùng lên, không lâu bọn họ đã cách xa đầu này sơn cốc. Trên đường, Lục Minh quan sát tỉ mỉ tiểu đạo sĩ, xem đi xem lại, nhìn từ đầu tới chân, lại từ chân lên đầu. Ngươi nhìn cái gì vậy? Ngươi u mê ta. Tiểu đạo sĩ bị nhìn toàn thân không được tự nhiên. Chúng ta trước kia có phải đã gặp qua? Lục Minh đột nhiên hỏi. Tiểu đạo sĩ nheo mắt, liền vội vàng lắc đầu, nói, chưa thấy qua, tuyệt đối chưa thấy qua, bản tọa là ai, ngươi như thế nào muốn gặp là có thể gặp. Có đúng không, ta xem ngươi cảm giác rất quen thuộc, giống như là một cái cố nhân. Lục Minh khẽ nói, tiểu gia hỏa, không nên suy nghĩ nhiều, gặp được bản tọa, là ngươi phúc phận, cũng là ngươi cơ duyên to lớn, về sau đi theo bản tọa lăn lộn, không có việc gì giúp bản tọa chân chạy, có chỗ đứng tốt cho ngươi. Tiểu đạo sĩ nghiêm sắc mặt, chắp hai tay sau lưng, thân eo ưỡn lên thẳng tắp, một bộ phong độ của tuyệt đại cao thủ. Chỉ là hắn thoạt nhìn quá non nớt, mười mấy tuổi mà thôi, thấy thế nào đều không có một chút phong độ của cao thủ. Vậy ta phải cảm ơn. Lục Minh cười một tiếng, liền ôm quyền, sau đó bất thình lình hỏi một câu, Đán Đán, ngươi là làm sao từ nguyên giới đi tới thiên giới? Bản tọa là ai? Vạn cổ vô địch, tự nhiên biết rõ mặt khác thông đạo. Tiểu đạo sĩ ngay từ đầu một bộ dương dương đắc ý mở miệng, nhưng nói đến một nửa, giống như ý thức được cái gì, đột nhiên ngừng lại, liền nhìn thấy Lục Minh giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ngươi quả nhiên là Đán Đán, ngươi cái tên này, nhìn thấy ta lại dám không nhận. Lục Minh ánh mắt phi thường bất thiện. Lục Minh, ngươi dám lừa ta. Tiểu đạo sĩ nghiến răng nghiến lợi, chuẩn xác mà nói, là Đán Đán. Kỳ thật ngay từ đầu nhìn thấy tiểu đạo sĩ, Lục Minh liền hoài nghi, mặc dù tiểu đạo sĩ khí tức thu liễm rất tốt, một chút cũng cảm ứng không ra, nhưng tính cách, phong cách hành sự quá giống. Lục Minh lập tức liền nghĩ đến Đán Đán. Đằng sau tiểu đạo sĩ đánh ngã Lam Vân bọn họ về sau, một loạt sự tình càng thêm để Lục Minh xác định, gia hỏa này chính là Đán Đán. Cái này cũng tốt hơn giải thích, vì sao tiểu đạo sĩ vừa xuất hiện, liền hoàn toàn hướng về Lục Minh, đổi lại một người không quen biết, sao lại vừa xuất hiện, liền hướng Lục Minh. Cho nên, vừa rồi Lục Minh mới sau không do dự cùng Đán Đán đi. Bất quá gia hỏa này muốn ở Lục Minh trước mặt trang bức, lập tức liền bị Lục Minh dùng mà nói lừa dối lộ hiện. Ngươi cái tên này, nhiều năm không gặp, tu vi ngược lại chướng rất nhanh à. Lục Minh cười nói, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, lại ở chỗ này gặp được Đán Đán, cũng là đại hỷ. Hừ, bản tọa là ai? Vạn cổ đệ nhất, thập cường chiến thú đứng đầu, tăng lên đương nhiên nhanh, nào giống ngươi, bây giờ còn chưa thành đế. Đán Đán khinh bỉ nhìn Lục Minh một cái, dương dương đắc ý. Trước kia đi theo Lục Minh thời điểm, tu vi thường thường bị Lục Minh áp chế, hiện tại hắn tu vi viễn siêu Lục Minh, lập tức cảm giác thần thanh khí sảng. Đán Đán, ngươi ký ức khôi phục. Lục Minh hỏi. Không sai biệt lắm, cho nên ngươi về sau đi theo bản tọa lăn lộn a, mang ngươi đi khắp đủ loại cấm địa, đủ loại bảo vật không thiếu gì cả, cam đoan ngươi tu vi chạy nhanh chóng. Đán Đán vẻ mặt đắc ý. Ngươi làm sao giả trang thành một bộ tiểu đạo sĩ bộ dáng? Lục Minh tò mò hỏi. Ta sau khi biến hóa, vốn là dạng này a, về phần đạo bào này sao, thuận tay dắt tới, có lợi cho ta hành động. Đán Đán cười hắc hắc. Thần côn. Lục Minh trong đầu tung ra hai chữ. Đán Đán ăn mặc bộ dáng này, tăng thêm hắn phong cách hành sự, điển hình thần côn mô bản. Lại nói, ngươi là như thế nào đi vào thiên giới? Ta nghe nói nguyên giới đến một nhóm thiên kiêu, nhưng không có ngươi à, hơn nữa những cái này thiên kiêu, hiện tại đều đang bế quan tu luyện đây. Đán Đán lại hiếu kỳ hỏi. Lập tức, Lục Minh đem hắn như thế nào đi vào thiên giới một chuyện, nói một lần. Thì ra là như vậy, cũng may cái lối đi vỡ nát, bằng không thì thực nguy hiểm. Đán Đán sắc mặt khó được ngưng trọng xuống tới, sau đó ánh mắt lại quét về phía Lục Minh, nói, ngươi đồng thời nắm trong tay nhiều loại pháp tắc. Thi triển cho ta xem một chút. Lục Minh gật gật đầu, lập tức, trong đó pháp tắc lan tràn ra. Đán Đán trợn mắt hốc mồm, một bộ biểu tình si ngốc. Thật lâu, Đán Đán mới phản ứng được. Cái tổ, 7 loại pháp tắc, còn có 2 loại tối cường pháp tắc, ngươi là làm sao làm được? Đán Đán trừng to mắt nói.
Bảy loại pháp tắc lại như thế nào? Đáng tiếc khó có thể thành đế. Lục Minh thở dài. Đích xác khó có thể thành đế, người đây là tuyệt thế phế thể à? Đán Đán nói thầm, thở dài một tiếng. Đán Đán, ngươi cả ngày khoác lác, chẳng lẽ cũng không biết có biện pháp nào có thể khiến cho ta thành đế? Lục Minh hỏi. Ngươi mới khoác lác, ta lúc nào khoác lác? Đán Đán thở phì phò trừng to mắt, sau đó nhíu mày, tinh tế suy tư. Thật lâu, Đán Đán nói, như ngươi vậy, võ đế phía dưới liền nắm vững nhiều loại pháp tắc, thiên giới lịch sử phía trên cũng có, nhưng cuối cùng, không người thành đế, tất cả mọi người thất bại, hoặc là chết ở cưỡng ép đột phá trên đường, hoặc là thọ nguyên khô kiệt mà vẫn lạc. Chẳng lẽ liền thực không có cách nào sao? Ta không cam tâm. Lục Minh song quyền nắm chặt. Kỳ thật, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Đán Đán lại nói. Thật sự có biện pháp. Lục Minh mắt sáng rực lên. Thời kỳ viễn cổ, ta biết một người, người này là một cái tuyệt thế thiên tài, có thể nói xưa nay hiếm thấy, hắn lòng cao hơn trời, muốn đi ra một đầu hoàn toàn mới con đường, một đầu cổ nhân không có đi qua đường. Không biết hắn tu luyện thế nào, về sau, hắn còn không có thành đế, liền nắm giữ nhiều loại pháp tắc, đồng cấp tranh phong, hắn vô địch, không người là đối thủ của hắn. Đáng tiếc, về sau con đường của hắn gãy, hắn khó có thể thành đế, mặc kệ hắn dùng tận biện pháp gì, đều khó mà thành đế, về sau, hắn hoa cả một đời đến nghiên cứu, võ đế phía dưới khống chế nhiều loại pháp tắc muốn thành đế bí mật, nghe nói, ở hắn lúc tuổi già, rốt cục lại to lớn tiến triển, bất quá khi đó đã chậm, hắn thọ nguyên không nhiều, tiềm lực đã hao hết, cuối cùng thọ nguyên khô kiệt mà chết. Chỉ cần biết rõ hắn nghiên cứu ra được phương pháp, có lẽ liền có thể trợ giúp ngươi thành đế. Đán Đán nói, thời kỳ viễn cổ, đi qua vô tận năm tháng, như thế nào mới có thể tìm tới hắn phương pháp? Lục Minh hỏi thăm, trong lòng cũng không chắc chắn. Dù sao đã nhiều năm trôi qua như vậy, dựa theo Đán Đán nói, khi đó, tà thần tộc còn không có tiến công thiên giới đây. Người kia vị trí gia tộc, đến nay vẫn còn, ẩn cư ở Thái Thanh Thiên vực một chỗ, chờ chúng ta rời đi nơi này, ta liền dẫn ngươi đi, yên tâm, về sau đi theo ta lăn lộn, ta sao lại bạc đãi ngươi. Đán Đán vẻ mặt ngạo nghễ. Lục Minh lười nhác cùng Đán Đán so đo, giờ phút này, trong lòng của hắn đại hỉ. Rốt cục có manh mối, chỉ cần tìm được vị tiền bối kia lưu lại phương pháp, có lẽ thật có thể nhường hắn đánh vỡ gông cùm xiềng xích, chứng đạo thành đế đây. Chúng ta lúc nào ra ngoài? Lục Minh hỏi. Không nên gấp, nơi này chính là thời kỳ viễn cổ chứ danh nhất một cái chiến trường, thiên giới cùng dị tộc tuyệt thế cường giả bộc phát khủng bố đại chiến, rất nhiều cường giả chiến tử ở đây, mặc dù quá khứ nhiều năm như vậy, khẳng định có bảo vật tuyệt thế lưu lại, là một lần khó được cơ duyên, không thể bỏ lỡ, chờ thu hết xong nơi này bảo vật, chúng ta lại rời đi. Đán Đán nói. Lục Minh gật gật đầu, cũng không nhất thời vội vã. Đán Đán, năm đó, ngươi sẽ không cũng ở nơi đây tham chiến à? Lục Minh tò mò hỏi. Không có, ta ở một chỗ khác chiến trường, nơi đó so nơi này, còn thảm liệt hơn. Đán Đán nói, tựa hồ hồi tưởng lại cái gì, về sau không có nhiều lời. Hai người một đường phi hành, sau mấy tiếng, Đán Đán đột nhiên ngừng lại. Hắn đáp xuống trên mặt đất, dưới chân vô tận phù văn lan tràn ra, một lát sau, lộ ra vui mừng, nói, phía trước có đồ vật, ha ha, làm. Nói xong, hắn vắt chân lên cổ lao nhanh, Lục Minh cùng lên. Vượt qua vài tòa gò núi, cùng một chỗ dưới vách đá dựng đứng, bọn họ thấy được hai cỗ xương khô. Trong đó một bộ xương khô, là một đầu to lớn thú cốt, giống như là hình hổ thần thú lưu lại. Mà mặt khác một bộ xương khô, người trưởng thành hình, nhưng thể trạng to lớn, khoảng chừng cao 4-5 mét. Hình người xương khô, cầm trong tay một cán trường mâu, xuyên thủng hình thú xương khô xương đầu, mà hình thú xương khô một cái móng vuốt, bắt nước hình người xương khô xương đầu. Rất hiển nhiên, hình người xương khô, chính là tà thần tộc cường giả, mà hình thú xương khô, là một vị thần thú. Hai đại cường giả, đồng quy vu tận. Đán Đán ánh mắt lửa nóng nhìn về phía hình người xương khô trong tay trường mâu. Mặt khác, còn có cái kia hình thú xương khô phía dưới, có một khối to bằng đầu nắm tay tiểu nhân tinh thạch. Thế giới chi tâm, ha ha, đi qua nhiều năm như vậy, thế giới chi tâm lại còn có thể xuống tới, chỉ cần còn ẩn chứa một tia năng lượng, cũng là cơ duyên to lớn. Đán Đán nhếch miệng cười to. Bất quá hai người cũng không có tới gần, bực này nhân vật vật lưu lại, sợ rằng sẽ ẩn chứa sát cơ, vô cùng nguy hiểm. Xem ta. Đán Đán chân đạp mặt đất. Vô tận phù văn lan tràn ra, đồng thời, hai tay của hắn không ngừng vung vẩy, đồng dạng có vô tận phù văn lấp lánh. Trong này, ẩn chứa trận đạo pháp tắc, đan đạo pháp tắc, khí đạo pháp tắc. Lục Minh ánh mắt khẽ động,
Đán đán phù văn này, phi thường cao thâm, thế mà kết hợp minh luyện chi đạo biến hóa ra ba loại pháp tắc, hơn nữa kết hợp hoàn mỹ, huyền diệu hết sức. Đán đán ở chung quanh một phiến địa vực này không ngừng chớp động, vô tận phù văn chui vào tới trên mặt đất. Chỉ chốc lát sau, đán đán lui trở về, nói tốt rồi. Ông, mặt đất phát sáng, vô tận phù văn hiện lên, tạo thành nguyên một đám chữ lớn. Đó là nguyên một đám, diệt chữ. Những cái này, diệt chữ, bay về phía cái thanh kia trường mâu, còn có cái kia viên thế giới chi tâm. Đụng, làm chữ lớn tiếp xúc cái thanh kia trường mâu thời điểm, cái thanh kia trường mâu trực tiếp hỏng mất, hóa thành bụi tiêu tán. Đáng tiếc, linh tính mất hết, đã trở thành phế phẩm. Đán đán lắc đầu, nhưng sau một khắc, hắn ánh mắt sáng lên. Bởi vì khối kia thế giới chi tâm, đột nhiên bộc phát ra quang mang. Giết, giết. Mơ hồ trong đó, có thể nghe được thế giới chi tâm bên trong, có tiếng la giết truyền ra. Ở chỗ này chết trận cường giả, tu vi đều quá mạnh, tức liền qua dài như vậy tuế nguyệt, y nguyên có bất hủ sát niệm lưu truyền. Một dạng cường giả, tuyệt đối làm không được. Suy suy suy. Những cái kia, diệt chữ, bao trùm ở thế giới chi tâm bên trên, bắt đầu ma diệt thế giới chi tâm bên trên sát niệm. Loại này đại trận tác dụng, cùng lúc trước tà thần tộc bày ra đại trận rất giống, cũng là có thể đem cường giả lưu lại sát niệm ma diệt rơi. Không lâu sau đó, thế giới chi tâm bên trong hét hò biến mất, phía trên quang mang cũng ảm đạm xuống. Thành công! Đán đán vui vẻ, bàn tay nắm vào trong hư không một cái, đem khối kia lớn chừng quả đấm thế giới chi tâm, chộp trong tay. Đán đán tinh tế một cảm ứng, có chút đáng tiếc nói, đã nhiều năm trôi qua như vậy, năng lượng đã sắp tiêu hao hết rồi. Nhưng tác dụng cũng phi thường lớn, Lục Minh, ngươi còn chưa thành đế, cái này thế giới chi tâm cho ngươi, tác dụng cũng không lớn, bản tọa liền lưu lại. Nói xong, đán đán một chút cũng không khách khí, trực tiếp thu vào. Có người đến. Đột nhiên, đán đán nhìn về phía nơi xa. Hiu, hiu, hiu. Từng đạo quang mang, bay tới, trên bầu trời, xuất hiện tám đạo thân ảnh. Tám cái tà thần tộc, từng cái đều khí tức cường đại. Ba con mắt trong lúc triển khai, lạnh lẽo như đao. Bọn họ ánh mắt ở hai cỗ xương khô bên trên quét qua, ánh mắt sáng lên. Bọn họ khẳng định chiếm được bảo vật, giết bọn hắn. Một cái tà thần tộc giống to, đánh tới đán đán cùng Lục Minh. Tám cái tà thần tộc, có một cái khí tức vô cùng kinh khủng, viễn siêu hư đế, đạt đến chân đế cảnh. Mặt khác cũng có lục tinh hư đế, thất tinh hư đế. Yếu nhất hai người, chính là tứ tinh hư đế. Dám đánh bản tọa chú ý, muốn chết. Đán đán băng lãnh mở miệng, trên người hắn, hiện ra vô tận phù văn, hình thành một đôi có phù văn ngưng tụ cánh chim, đôi này cánh chim, Lục Minh cảm giác tối thiểu ẩn chứa ba loại trở lên pháp tắc. Bá. Đán đán thân hình lóe lên liền biến mất, tốc độ nhanh kinh người. Lục Minh, hai cái tứ tinh hư đế giao cho ngươi, những người khác giao cho ta. Chân thành thanh âm ở Lục Minh vang lên bên tai, thân hình của hắn, đã giết tới đối phương một bên kia đi. Vẫy tay một cái, bay ra sáu cái to lớn rùa đen. Cái này sáu rùa đen, đương nhiên cũng không phải là sinh linh, chính là từ năng lượng cùng pháp tắc chi lực xen lẫn mà thành. Trong đó một cái, to lớn nhất, đánh phía cái kia chân đế cảnh tà thần tộc. Mặt khác năm cái rùa đen, bay về phía còn dư lại năm người, lọt mất hai cái yếu nhất. Hai cái kia yếu nhất, chính là tứ tinh hư đế, hướng về Lục Minh đánh tới. Lục Minh cũng không có xuất ra đại cung. Ứng phó hai cái tứ tinh hư đế, còn không cần đại cung. Tử vong chi kiếm ngưng tụ mà ra, Lục Minh hướng về hai cái tà thần tộc đánh tới. Chết! Hai cái tà thần tộc con mắt thứ ba bên trong, bắn ra hai đạo chùm sáng màu tím, bắn về phía Lục Minh liên tục chém ra hai kiếm, đánh tan chùm sáng. Hai cái tà thần tộc sắc mặt hơi đổi một chút, xuất ra binh khí, thẳng hướng Lục Minh. Oanh, oanh! Lục Minh cùng hai người đối oanh cùng một chỗ. Hai cái tà thần tộc thân thể lớn chấn động, bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Lục Minh cực tốc theo vào, kiếm quang không ngừng, tử vong chi kiếm bên trong, pháp tắc khác nhau không ngừng chấn động, hình thành đáng sợ cắt đứt lực lượng. Hai cái tà thần tộc, lại kiệt lực ngăn cản mấy chiêu, nhưng hoàn toàn rơi vào hạ phong, mấy chiêu về sau, trong đó một cái tà thần tộc bị Lục Minh kiếm quang chém trúng, kém chút bị chém thành hai nửa, xuất hiện một đầu thật sâu vết thương, tử vong cùng lực lượng hủy diệt, điên cuồng hướng về trong thân thể của hắn chui vào. Nhưng hắn phun máu phè phè, khí tức bắt đầu uể oải. Hai cái này tà thần tộc, cũng là tử sắc lân phiến tà thần tộc, thực lực tính mạnh, nếu là đổi thành hai cái vảy màu đen tứ tinh hư đế tà thần tộc, chỉ sợ bị Lục Minh hai kiếm miểu sát. Một người thụ thương, chiến lược đại giảm,
còn lại một người, càng thêm ngăn không được Lục Minh. Mau tới giúp bọn ta. Một cái tà thần tộc giống to. Nhưng đáp lại hắn, là một tiếng hét thảm. Một cái khác sáu cái tà thần tộc thảm hại hơn. Giờ phút này, đã có ba cái tà thần tộc, bị Đán Đán đánh giết, cũng là Ngũ Tinh, Lục Tinh. Đụng. Đón lấy, một cái Thất Tinh hư đế, bị chân thành bàn tay động đâm thủng thân thể, kinh khí bắn ra, thân thể của đối phương chia năm xẻ bảy. Lập tức, cùng Đán Đán đại chiến sáu người, chỉ còn lại có hai người, một cái Thất Tinh hư đế, một cái khác chính là chân đế, lấy Lục Minh cảnh giới, nhìn không ra là mấy sao, nhưng thực lực phi thường kinh người. Giờ phút này, hai người toàn thân phát lạnh. Dám cùng bản tòa động thủ, giết. Đán Đán giống to, hai tay phát sáng, một cái to lớn cự quy ngưng tụ mà ra, một cái này cự quy lớn như núi cao, cùng lúc trước Đán Đán bản thể phi thường quen biết. Cự quy hình thể kinh người, chen đầy bầu trời, sau đó như một tòa núi lớn một dạng chấn áp mà xuống, đem vùng này hoàn toàn bao phủ. Hai cái tà thần tộc không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ. Hai người bộc phát toàn lực, hai đạo đáng sợ công kích, đánh phía cái kia cự quy. Đặc biệt là cái kia Nhất Tinh chân đế, đây chính là chân đế, uy lực phi thường kinh người, so Thất Tinh hư đế mạnh hơn nhiều lắm, so trước đó nhan ra vị kia Nhất Tinh chân đế, mạnh hơn. Nhưng là, cự quy chấn áp mà xuống, hai người căn bản ngăn cản không nổi, như bọ ngựa đấu xe. Đụng. Đầu tiên, cái kia Thất Tinh hư đế thân thể, trực tiếp nổ bể ra đến, ở năng lượng đáng sợ phía dưới, hôi phi yên diệt. A, à, cái kia chân đế, cũng là giống to, toàn thân bộc phát ra sáng chói ánh sáng màu tím, nhưng vô dụng, thân thể của hắn chấn động, đất đai dưới chân không ngừng nổ bể ra. Đụng. Cuối cùng, cái kia tà thần tộc chân đế cánh tay nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, đón lấy, chính là thân thể của hắn, từng tấc vỡ nát ra. Một tôn cường đại chân đế, đồng dạng bị Đán Đán đánh giết. Hai cái Tứ Tinh hư đế cảnh tà thần tộc, thấy một màn như vậy, dọa hồn phi phách tán. Một lần này phân tâm, làm sao có thể địch Lục Minh. Lục Minh nắm lấy cơ hội, một kiếm đem một cái tà thần tộc chém thẳng, còn dư lại một cái tà thần tộc, vốn là trọng thương, càng thêm không địch lại, bị Lục Minh mấy bước đuổi kịp, một kiếm chém giết. Lục Minh, người pháp tắc vận dụng không đúng, dùng rất thô giáp a, ngươi không có tu luyện cái gì cổ kinh a. Đán Đán đi tới hỏi. Không có, cái này thần thông chi thuật, vẫn là ta tự nghĩ ra, miễn cưỡng có thể phát huy ra nhiều loại pháp tắc uy lực. Nhưng không mạnh, cần không ngừng làm sâu sắc lĩnh ngộ. Lục Minh nói. Khó trách, dạng này đáng tiếc, người mặc dù nắm giữ nhiều loại pháp tắc, nhưng pháp tắc ở giữa uy lực, lại không thể rất tốt phát huy ra, ta ngược lại thật ra biết rõ mấy bộ cổ kinh, nhưng cùng ngươi lĩnh ngộ pháp tắc chênh lệch rất lớn, đối với ngươi không có cái gì đại dụng. Đán Đán nói. Cổ kinh, là tu luyện võ đế về sau mới tham ngộ, bởi vì dính đến nhiều loại pháp tắc. Một cái võ đế, có hay không cổ kinh? Bất kể là đối với tu vi tăng lên, vẫn là chiến lược tăng lên, đều có ảnh hưởng phi thường lớn. Một bộ cổ kinh, ít nhất đều sẽ ghi chép hai loại pháp tắc lĩnh ngộ cùng vận dụng. Một cái võ giả, có thể thông qua một bộ cổ kinh, đến thôi diễn lĩnh hội mặt khác pháp tắc. Nói thí dụ như, một bộ cổ kinh, ghi chép ba loại pháp tắc lĩnh ngộ cùng vận dụng, như vậy một cái võ giả nếu như chỉ là lĩnh ngộ ba loại pháp tắc một loại trong đó, liền có thể lĩnh hội bộ này cổ kinh, tới suy đoán mặt khác pháp tắc, đi lĩnh ngộ mặt khác hai loại pháp tắc. Làm đem bộ này cổ kinh tu luyện tới đại thành thời điểm, cái kia ba loại pháp tắc cũng muốn tu luyện đến đại thành. Như một bộ cổ kinh, ẩn chứa hỏa diễm pháp tắc, hàn băng pháp tắc, lôi điện pháp tắc. Một cái kia tu luyện hỏa diễm pháp tắc võ đế, đều có thể tham chiếu bộ này cổ kinh, thôi diễn ra hàn băng pháp tắc, thậm chí lôi điện pháp tắc. Hơn nữa, một bộ cổ kinh cũng sẽ có tương ứng pháp tắc thần thông chi thuật. Tỷ như Lục Minh hiện tại nếu như có thể lấy được một bộ ghi chép hỗn độn, tử vong, trận đảo, đan đảo, khí đảo, cực lực, thôn phệ cái này bảy loại pháp tắc cổ kinh, liền có thể trong khi tu luyện thần thông chi thuật, hắn thực lực, sẽ bạo tăng. Những cái này thần thông chi thuật, cũng là tiền nhân tìm hiểu ra đến, có thể đem đủ loại pháp tắc uy lực hoàn mỹ dung hợp, nguyên vẹn bảo phát đi ra. Một bộ cổ kinh, ẩn chứa pháp tắc càng nhiều, đẳng cấp thì cũng càng cao. Tỷ như một bộ cổ kinh ẩn chứa 9 loại pháp tắc, vậy cái này bộ cổ kinh giá trị liền không cách nào lường được, bởi vì một cái võ giả, có thể dựa theo bản này cổ kinh, một mực lĩnh hội tu luyện, nối thẳng đại đế, không cần đi đường vòng. Tham chiếu cổ kinh tu luyện, so với chính mình một mình tìm tòi, mạnh hơn rất nhiều lần. Như Thu Nguyệt, chính là không có cổ kinh, cho nên đột phá võ đế về sau, lĩnh ngộ loại thứ hai pháp tắc, độ khó rất lớn, hoa mấy năm thời gian, mới lĩnh ngộ được.
Một bộ cổ kinh có thể khiến cho một cái thế lực sinh sôi hưng thịnh, đồng dạng, một cái thế lực cường đại không thể rời bỏ cổ kinh. Có cổ kinh, võ đế cảnh cường giả mới có thể không ngừng tiến lên, nếu không, chính là không có phương hướng, dựa vào tự mình tìm tòi, vậy cũng không biết muốn khó khăn bao nhiêu. Như Lục Nghinh, hiện tại chính là như vậy. Hắn bây giờ muốn lĩnh hội cái gì mới pháp tắc, hoàn toàn là tùy tâm sở dục, nếu có cổ kinh, liền có thể dựa theo cổ kinh bên trên ghi chép, thuận thế thôi diễn, như vậy tốc độ tu luyện, tự nhiên muốn nhanh rất nhiều. Đáng tiếc, hỗn độn kinh không hoàn chỉnh, hơn nữa hiện tại thế mà không thể đi hỗn độn điện. Nghĩ tới đây, Lục Nghinh nhíu mày. Lúc trước, Hồ Nhất nói cho hắn, chỉ cần đánh bại hỗn độn chi tử, liền có thể tiến về hỗn độn điện, hoàn toàn kế thừa hỗn độn điện. Hiện tại, hắn đã sớm đánh bại Nguyên Tâm, nhưng trước đó ở nguyên giới lúc, Lục Minh từng nhiều lần dùng hỗn nguyên lệnh bài muốn đi vào hỗn độn điện, nhưng một điểm phản ứng đều không có. Nếu có hỗn độn kinh, hắn cũng không cần dạng này tự tìm tòi. Đán Đán, ngươi tu vi đạt tới chân đế. Lục Minh hỏi thăm. Đán Đán biểu hiện dũng mãnh hết sức, chân đế cảnh tà thần tộc, đều bị Đán Đán đánh giết, Lục Minh hiếu kỳ không thôi. Không có, mới đỉnh phong hư đế mà thôi, bất quá giết mấy cái sơ giai chân đế, dễ như trở bàn tay. Đán Đán dương dương đắc ý, cầm mắt lẽ nhìn Lục Minh, nói tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi lĩnh ngộ bảy loại pháp tắc liền có gì đặc biệt hơn người, nhưng ngươi nhìn xem bản tỏa. Nói xong, Đán Đán vung tay lên, hư không bên trong, pháp tắc chi lực điên cuồng hội tụ, tràn ngập ra ánh sáng óng ánh huy. Một loại, hai loại, ba loại. Khoảng chừng chín loại. Lục Minh chố mắt ngoác mồm. Đán Đán nắm trong tay pháp tắc, khoảng chừng chín loại, ở trong đó, Lục Minh còn chứng kiến một loại tối cường pháp tắc. Đó chính là hồng mông pháp tắc, mặt khác tám loại, toàn bộ đều là vương đạo pháp tắc. Trận đạo, đan đạo, khí đạo, bất tử hỏa, hủy diệt lôi đình. Hơn nữa có chút pháp tắc, uy năng kinh người hết sức, chỉ ít có 5 loại pháp tắc, đã đạt đến đệ nhị cảnh. Khó trách Đán Đán chiến lược cường đại như vậy, lấy đỉnh phong hư đế, liền có thể đánh giết chân đế. Nhìn thấy Lục Minh trợn mắt hốc mồm biểu lộ, chân thành lòng hư vinh lấy được vô cùng thỏa mãn, ha ha cười quái gì nói, tiểu tử, thấy được chưa? Bản tòa cái thế vô song, hiện tại liền nắm trong tay 9 loại pháp tắc, còn có 6 loại pháp tắc đạt tới đệ nhị cảnh, tăng thêm bản tòa nắm giữ cổ kinh, vượt cấp mà chiến tính là gì? Không cần nói vừa mới cái kia chỉ là nhị tinh chân đế, coi như tam tinh hư đế, bản tòa đều có thể đánh giết. Đán Đán dương dương đắc ý, chắp hai tay sau lưng, một bộ cái thế vô song bộ dáng. Gia hỏa này, Lục Minh bĩu môi, đồng thời cũng thoải mái. Đán Đán gia hỏa này, hắn năm đó căn bản không chết. Chỉ là thụ thương quá nặng, cho nên hóa thành một trái trứng cuối cùng trùng sinh tới, hiện nay càng là khôi phục toàn bộ ký ức, tu luyện, tốc độ tự nhiên kinh người, người khác không cách nào so sánh được. Cùng Phao Phao không giống nhau, Phao Phao chính là hoàn toàn mới sinh mệnh, từng bước một, cần tự mình lĩnh ngộ. Dương Dương đắc ý một phen về sau, Đán Đán chắp hai tay sau lưng, đánh giá Lục Minh một phen, nói tiểu tử, nhìn ngươi cũng lĩnh ngộ khí đạo, trận đạo, đan đạo, ta ngược lại là có thể truyền cho ngươi một loại thần thông chi thuật. Đối chiến lực của ngươi tăng lên không lớn, nhưng đối ngươi đảo mệnh năng lực, có đại đại tăng lên. À, cái gì thần thông chi thuật? Lục Minh tò mò hỏi. Đán Đán gia hỏa này trước kia cùng ở bên cạnh hắn, bị hắn áp chế, rất thảm, một mực không ra được đầu, hiện tại rốt cục tu vi viễn siêu Lục Minh, ký ức khôi phục, tự nhiên muốn ở Lục Minh trước mặt trang bức. Lục Minh liền phối hợp hắn, nhường hắn nhiều trang bức, chờ hắn trang thư thái, Lục Minh còn có thể thu hoạch được một vài chỗ tốt. Quả nhiên, Đán Đán vô cùng sảng khoái, lòng hư vinh lấy được thỏa mãn cực lớn. Hắn xuất ra một khối ngọc phù, ở bên trong khắc họa lên, sau đó ném cho Lục Minh. Lục Minh tiếp nhận, linh thức quét qua, phát hiện bên trong là một loại thần thông chi thuật. Lục Vũ thần xí, một loại thần thông chi thuật. Loại thần thông này chi thuật, từ 6 loại pháp tắc cấu thành, nếu là nắm giữ cái này 6 loại pháp tắc, mới có thể đem loại thần thông này chi thuật, tu luyện tới cảnh giới tối cao. Đương nhiên, có trong đó 3 loại, cũng có thể tu luyện, chỉ là uy lực tương đối yếu một ít. 3 cái này loại, theo thứ tự là trận đạo pháp tắc, khí đạo pháp tắc cùng đan đạo pháp tắc. Thật kỳ diệu thần thông chi thuật, đáng tiếc không phải cổ kinh, chỉ là một loại đơn thuần thần thông, không thể nhờ vào đó thôi diễn mặt khác pháp tắc. Lục Minh giật mình. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, trên đường ngươi chậm rãi lĩnh ngộ. Đán Đán nói. Lục Minh gật đầu, lập tức hai người rời khỏi nơi này. Tiếp đó, Lục Minh phân ra một bộ phận tâm thần đi đường, phần lớn tinh thần đều đang lĩnh ngộ Lục Vũ thần xí. Mấy ngày sau, Lục Minh đã có lĩnh ngộ,
tâm niệm vừa động, trận đạo, khí đạo, đan đạo ba loại pháp tắc tràn ngập, ở sau lưng của hắn, sẽ xuất hiện một đôi trong suốt cánh, cánh khẽ vỗ, lục minh tốc độ bảo tăng, tại hư không không ngừng lấp lóe, nhanh như thiểm điện, khó có thể bắt được quý tích. Lợi hại. Lục minh con mắt sáng tỏ, thì triển loại thần thông này chi thuật, để tốc độ của hắn đột nhiên bảo tăng gấp bội. Đây chỉ là lấy ba loại pháp tắc tu luyện, nếu là khống chế toàn bộ sáu loại pháp tắc, tốc độ còn không biết sẽ hạng gì kinh người. Ta bây giờ còn vừa mới luyện thành, theo tu luyện về sau, tốc độ sẽ còn càng nhanh, hơn nữa hiện tại khí đạo pháp tắc cùng đan đạo pháp tắc đều còn không có viên mãn, nếu là viên mãn, tốc độ cũng sẽ gia tăng. Còn có, tu luyện lục vũ thần xí mặt khác ba loại pháp tắc, cũng là vương đạo pháp tắc, một loại trong đó là xuyên thấu pháp tắc, đằng sau, ta có phải hay không nên tu luyện loại này pháp tắc? Lục minh trong đầu không ngừng suy tư. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định hoãn một chút, bởi vì hiện tại đan đạo pháp tắc, khí đạo pháp tắc, còn không có viên mãn, hắn dự định trước đem hai loại pháp tắc tu luyện tới viên mãn, lại lo lắng lĩnh hội mặt khác pháp tắc. Bất quá cho dù dạng này, tốc độ của hắn cũng bảo tăng, bảo mệnh năng lực tăng lên rất nhiều. Rất nhanh, lại qua mấy ngày, lục minh đối với lục vũ thần xí khống chế, càng ngày càng thuần thục. Mà mấy ngày này, bọn họ lại có thu hoạch, tổng cộng chiếm được hai khối thế giới chi tâm, mặc dù năng lượng trôi đi rất nghiêm trọng, nhưng y nguyên có một ít bảo lưu lại đến. Đây đối với võ đế cảnh võ giả mà nói, tuyệt đối là báu vật, có thể giúp người tăng cao tu vi. Lần này Đán Đán khó được hảo tâm, phân một khối cho Lục Minh. Lục Minh tự nhiên không chút khách khí thu vào, nếu như về sau hắn thành đế, thứ này, thế nhưng là có tác dụng lớn. Có người. Đột nhiên, Đán Đán thấp giọng nói, sau đó một thân khí tức thu liễm đến cực hạn. Đán Đán gia hỏa này, cũng nắm giữ một loại thu liễm khí tức, dịch dung huyễn hóa chi thuật. Hiệu quả một chút cũng không thể so thần tức thuật yếu. Lục Minh ánh mắt khẽ động, vận chuyển thần tức thuật, sau đó hai người ẩn phục ở một khối đá phía dưới. Bá! Không trung, một đạo hồng quang bay qua, tốc độ kinh người. Thật là mạnh tu vi. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Hồng quang vút qua, nhưng Lục Minh vẫn là thấy được, đó là một cái tà thần tộc, phi thường cường đại, tuyệt không phải một dạng chân đế. Một cái đỉnh phong chân đế, lại dám lấy tốc độ nhanh như vậy phi hành. Thực sự là muốn chết. Đán Đán nói thầm, cho Lục Minh truyền âm. Giết. Đúng lúc này, một đạo tiếng la giết vang lên, chấn động thiên địa. Đón lấy, lại vang lên hoảng sợ tiếng giống giận dữ. Lục Minh cùng Đán Đán vội vàng từ dưới hòn đá đi ra, nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước hư không, quang huy sáng chói, xuất hiện một bóng người. Đây là một nhân tộc, sát cơ rung trời, hét lớn một tiếng, bầu trời đều đang chấn động. Trong tay hắn có một thanh chiến đao, một đao hướng về kia cái tà thần tộc chém giết mà ra. Cái kia tà thần tộc gầm thét liên tục, bộc phát ra toàn bộ tu vi, nhưng là chẳng có tác dụng gì có, đao quang chém qua, cái kia tà thần tộc bị chém thành hai nửa. Chém giết cái kia tà thần tộc về sau, vậy đến thân ảnh đứng ở không trung, một lát sau, hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán. Đó là một vị cường giả bất diệt ấn ký, cảm ứng được cường giả gần sát, xuất hiện giết chết. Chiến trường cổ này, chân đế tiến vào, đều có nguy hiểm, cao giai chân đế, nếu là điều thấp một điểm còn tốt, cao điều như vậy phi hành tốc độ cao, thực sự là muốn chết. Đán Đán khinh bỉ một câu. Lập tức, hai người vọt tới, đem cái kia chân đế nhẫn chữ vật thủ trạc thu hồi. Trong nháy mắt, lại qua mấy ngày, nhưng mấy ngày nay, bọn họ không thu hoạch được gì. Oanh, oanh. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến kịch liệt oanh minh. Hai người thu liếm khí tức, bay lên không trung. Ẩn phục ở trong tầng mây, từ từ tung bay về phía trước, không lâu, bọn họ ở phía trước thấy được một tòa thành lũy. Lúc này, đang có một đám tà thần tộc, vây ở thành lũy phía trước, không ngừng oanh kích. Thành lũy không biết dùng tài liệu gì kiến trúc, thoạt nhìn phi thường cổ lão, lâu đài đại môn là đóng chặt, đại môn bên trên, có một tầng quang mang tràn ngập. Những cái kia tà thần tộc, liền là ở oanh kích lâu đài đại môn, muốn phá vỡ tòa này đại môn. Nơi này lại có một tòa thành lũy. Lục Minh kinh ngạc hết sức. Bọn họ ở trong này ghé qua nhiều ngày như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy kiến trúc. Nơi này xuất hiện thành lũy, chỉ sợ không thể coi thường, có thể là năm đó một vị tuyệt thế cường giả hành cung. Đán Đán đã hai mắt sáng lên. Đán Đán, chẳng lẽ ngươi muốn đi vào? Thế nhưng là, phía trước nhiều như vậy tà thần tộc, bằng hai người chúng ta, còn kém xa lắm à? Lục Minh nói. Thành lũy phía trước, tối thiểu có gần 100 cái tà thần tộc. Từ những cái kia tà thần tộc công kích cửa lâu đài đó có thể thấy được, có không ít cao thủ, chân đế cảnh nhân vật, số lượng cũng không ít.
thậm chí có Cao Giai Chân Đế tồn tại. Lần này, Tà Thần tộc phái số lớn cường giả tiến đến, Cao Giai Chân Đế mặc dù ở khu vực này rất nguy hiểm, sẽ bị cường đại ấn ký cảm ứng được, hơn nữa đánh giết. Nhưng luôn có một chút vận khí tốt, sẽ không đụng phải cường giả ấn ký. Đán Đán chiến lược tuy mạnh, nhưng đụng phải Cao Giai Chân Đế, còn không phải là đối thủ. Hai người nhíu mày suy tư đối sách. Ta có thể sớm bố trí xuống tuyệt sát đại trận, nếu là có thể đem Tà Thần tộc dẫn tới đại trận bên trong, liền có thể đánh giết bọn họ, nhưng là, cần đem bọn hắn đưa vào đi à. Đán Đán nhíu mày nói thầm. Ta đi dẫn. Lục Minh ánh mắt sáng lên nói. Ngươi đi dẫn, không được, ngươi mặc dù học xong lục vũ thần xí, tốc độ tăng nhiều, nhưng đối mặt chân đế cảnh cường giả, tốc độ của hắn còn hơi có không đủ, căn bản trốn không thoát. Đán Đán lắc đầu. Yên tâm, nếu là ta ở trên ngoài trăm dặm công kích đây. Lục Minh cười một tiếng, cái thanh kia đại cung xuất hiện ở trong tay. Đán Đán quan sát tỉ mỉ đại cung, trong mắt tràn ngập ra nóng bỏng ánh lửa, nói, trụy tinh cung, đây là trụy tinh cung, tiểu tử, ngươi thế mà chiếm được trụy tinh cung. Vừa nói, Đán Đán kém chút chảy nước miếng, đưa tay liền muốn hướng về đại cung chộp tới. Lục Minh vội vàng thu vào, Đán Đán vẻ mặt, ai oán, nhìn xem Lục Minh. Ngươi biết cây cung này lai lịch? Lục Minh hỏi. Đương nhiên, cây cung này, ở viễn cổ thời đại, danh chấn thiên hạ, là một cái tuyệt thế cường giả vũ khí, danh xưng một tiễn có thể bắn xuống ngôi sao trên trời, vô cùng kinh khủng, đáng tiếc, hiện tại linh tính tổn thất quá nghiêm trọng, kém xa năm đó uy năng. Đán Đán nói, nhưng trong mắt y nguyên lấp lóe lấy ánh sáng hừng hực. Trụy tinh cung sao? Lục Minh nói nhỏ, hắn đã rất hài lòng, cho dù linh tính tổn thất nghiêm trọng, nhưng với hắn mà nói, hiện tại đầy đủ dùng, hắn bây giờ còn chỉ có thể kéo ra từng tia đây. Đán Đán, chúng ta trở về bày trận A, ngươi bày trận, ta đi dụ người. Lục Minh đổi chủ đề, miễn cho Đán Đán lão là nhớ thương trụy tinh cung. Đán Đán than thở, thở dài thiên đạo bất công, vì sao hắn như thế anh minh thần võ, trên đời vô song, vận khí lại không bằng Lục Minh. Cuối cùng, hai người lui về sau, ở mấy ngàn dặm bên ngoài tuyển một khối địa phương, Đán Đán bắt đầu bày trận. Đán Đán đối với phù văn, trận pháp nắm vững, đến một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, cái gì pháp tắc, trong tay hắn, đều có thể hóa thành phù văn, hòa vào đại trận bên trong. Đây là một loại cảnh giới, Lục Minh xa xa không đạt được. Một giờ về sau, Đán Đán kêu lên, lập tức tốt rồi, đại trận này, đủ để đánh giết đỉnh phong chân đế, ngươi đi dụ người A, hy vọng bọn họ còn không có phá mở tòa thành kia. Lục Minh gật gật đầu, hướng về lâu đài phương hướng lách mình đi. Không lâu sau đó, Lục Minh đi tới thành lũy ngoài trăm dặm. Lục Minh đứng ở không trung, xuất ra trụy tinh cung. Lấy hiện tại Lục Minh tu vi, kéo động trụy tinh cung, coi như ở ngoài ngàn dặm, đều có thể bắn chúng, bất quá uy lực tương đối sẽ nhỏ một chút. Khoảng cách trăm dặm, trụy tinh cung uy lực có thể lớn nhất bộc phát. Lục Minh kéo động trụy tinh cung, sau đó một đạo thất thải mũi tên, phá toái hư không, bắn về phía ở ngoài pháo đài một cái Tà Thần tộc. Tốc độ quá nhanh, lại là đánh lén, đối phương căn bản chưa kịp phản ứng. Đụng. Một cái lục tinh hư đế Tà Thần tộc, trực tiếp bị tiễn xạ bắn giết. Người nào? Mặt khác Tà Thần tộc giống to, ánh mắt liếc nhìn, lập tức phát hiện Lục Minh. Là nhân tộc, muốn chết. Có Tà Thần tộc gầm thét. Lục Minh xoay người rời đi, thì triển ra lục vũ thần xí, tốc độ kinh người, hướng về Đán Đán bảy trận địa phương chạy tới. Tòa này lâu đài đại môn, sắp bị công phá, hiện tại công kích trước đại môn. Một cái chân đế cảnh Tà Thần tộc mở miệng, bọn họ cũng không có truy kích Lục Minh. Lục Minh chạy một đoạn, phát hiện thế mà không có Tà Thần tộc đuổi theo. Cái tổ, xem ra bắn giết một cái không được, vậy liền tạ giết mấy cái. Lục Minh lại trở về tới, rơi vào ngoài trăm dặm. Hiu hiu hiu. Lần này, Lục Minh liên tục kéo cung, bắn ra ba đạo mũi tên. Lần này, Tà Thần tộc có phòng bị, nhưng y nguyên vô dụng, hai cái lục tinh hư đế, một cái thất tinh hư đế trọng thương. Đáng chết, nhân tộc loài bò sát, quả thực tự tìm đường chết, mấy người các ngươi đi theo ta, đi giết hắn. Một cái Tà Thần tộc chân đế gầm thét, mang theo mấy cái cao giai hư đế, hướng về Lục Minh đuổi theo. Lục Minh thi triển lục vũ thần xí, xoay người chạy. Khoảng cách mấy ngàn dặm, thoáng qua đã đến. Oanh! Trên bầu trời, một tôn to lớn vô cùng cự quy chấn áp mà xuống. Một cái Tà Thần tộc chân đế, còn có mấy cái cao giai hư đế, trực tiếp bị đè chết. Đán Đán từ trên cao đạp không mà xuống, nói, mới một cái nhất tinh chân đế, đều không cần ta khởi động đại trận. Lục Minh, ngươi không được a,
nhiều dẫn mấy cường giả tới a, không bằng dạng này, truy tinh cung giao cho ta đi dẫn. Đán Đán trong mắt Tích Lưu Lưu chuyển động. Không cần đoán, Lục Minh cũng biết Đán Đán đang đánh truy tinh cung chủ ý. Lục Minh sao lại nhường hắn đạt được, nói, không cần, ta đi dẫn, nhất định cho ngươi dẫn tới mấy đầu cá lớn. Lục Minh lại trở về thành lũy ngoài trăm dặm. Hắn vừa về đến, liền bị tà thần tộc người phát hiện. Lại là cái kia nhân tộc run rế, hắn không chết. Đáng giận, trước đó đuổi theo người, hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Một chút tà thần tộc gầm thét. Lục Minh đứng ở ngoài trăm dặm không trung, trên mặt mang cười lạnh, sau đó đưa ngón tay giữa ra, hướng xuống một chỉ. Cái này khiêu khích động tác, càng là để tà thần tộc giận dữ. Sau đó, Lục Minh xuất ra trì tinh cung, kéo một phát dây cung. Hiu, một chi thất thải dây cung, hướng về một cái tà thần tộc vọt tới. Cái này tà thần tộc, chính là một tôn cao giai chân đế. Lục Minh không có đi bắn giết hư đế, giết nhiều mấy cái hư đế, đối đại cục vô dụng. Mũi tên, trong nháy mắt bắn liền đến đó cái cao giai chân đế trước. Cái kia tà thần tộc gầm thét một tiếng, con mắt thứ ba bên trong, bắn ra một đạo hủy diệt chi quang, cùng mũi tên đụng vào nhau. Oanh! Trên bầu trời bắn ra sáng lạn quang mang, Lục Minh tên bắn ra mũi tên, bị đánh tan. Không ngoài sở liệu, lấy hắn tu vi hiện tại, tên bắn ra mũi tên, đối chân đế vô hiệu, giết không được chân đế, huống chi là cao giai chân đế. Nhưng hành động này, lại triệt để chọc giận vì kia cao giai chân đế. Nhưng Lục Minh lười nhắc quản, lại liên tục bắn ra mấy mũi tên, nhắm ngay, cũng là cao giai chân đế. Đương nhiên, đều không đả thương được đối phương, nhưng triệt để chọc giận đối phương. Muốn chết, giết chết cái này run rế. Trong nháy mắt, thì có mấy cái tà thần tộc, hướng về Lục Minh bảo trùng mà đến. Tổng cộng 4 người, cũng là cao giai chân đế, vô cùng đáng sợ, tốc độ kinh người. Lục Minh xoay người chạy, Lục Vũ thần sĩ không ngừng vỗ, hướng về Đán Đán bảy trận địa phương chạy tới. Nhưng là, phía sau tà thần tộc, cực tốc rút ngắn cùng Lục Minh khoảng cách. Cũng là cao giai chân đế, tốc độ quá nhanh, cho dù Lục Minh dùng ra Lục Vũ thần sĩ cũng vô dụng, khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Còn tốt, chỉ là khoảng cách mấy ngàn dặm, chớp mắt đã tới, nếu như xa hơn chút nữa, Lục Minh thật muốn bị đuổi kịp. Cho dù dạng này, Lục Minh chạy đến Đán Đán bố trí đại trận địa phương, cũng mau muốn bị đối phương đuổi kịp. Lục Minh đáp xuống, dọc theo mặt đất bay về phía, đối phương đi theo lao xuống, cực tốc hướng về Lục Minh đuổi theo. Tiểu tử, chết đi. Trong đó một cái tà thần tộc, trong mắt bắn ra kinh khủng quang mang, một đạo hủy diệt chi quang, bắn về phía Lục Minh. Nguy hiểm. Lục Minh trong lòng cả kinh, cái này hủy diệt chi quang quá kinh khủng, nếu là bị đánh trúng, chỉ có đường chết một đầu. Lục Minh một bên hướng vọt tới trước, một bên trở lại kéo cung. Một đạo mũi tên bay về phía vậy đến hủy diệt trùng sáng, nhưng bị hủy diệt trùng sáng xông lên, liền đánh tan, hủy diệt trùng sáng không ngừng, tiếp tục đánh phía Lục Minh. Chẳng lẽ muốn dùng thiên đế chi kiếm? Lục Minh trong lòng chuyển qua một đạo suy nghĩ. Không đến vạn bất đắc dĩ, Lục Minh không muốn động dùng thiên đế thân thể năng lượng. Lần này thiên đế thân thể năng lượng chứa đựng lượng không nhiều, chỉ có hơn 10% mà thôi, một khi vận dụng, rất dễ dàng hao hết bên trong năng lượng. Đúng lúc này, bốn phía hư không phát sáng, một khối mai rùa ngưng tụ mà ra, ngăn tại vậy đến chùm sáng trước. Đông, hủy diệt chùm sáng oanh kích ở trên mai rùa, phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, mai rùa cũng không có bị đánh tan, chặn lại hủy diệt chùm sáng. Đến đại trận, Lục Minh vui vẻ. Lúc này, trên bầu trời chân thành thân hình xuất hiện, trên người hắn tràn ngập vô tận phù văn, câu thông thiên địa. Giết! Trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, đại địa bên trên, không gian bên trong, hiện ra vô tận phù văn, sau đó, phù văn ngưng tụ ra từng con thần thú. Có chân long, có phượng hoàng, cũng có kỳ lân đại bàng. Những thần thú này, đem bốn cái tà thần tộc, bao bọc vây quanh. Không tốt, chúng kế, lao ra. Một cái tà thần tộc kinh hãi, biết rõ chúng kế. Bây giờ nghĩ đi, muộn. Đán Đán cười lạnh. Giống. Chân long giống to, vặn vẹo thân thể, vồ giết về phía một cái tà thần tộc. Đồng thời, phượng hoàng trường minh, đại bằng triển xí, kỳ lân đạp không. Tất cả thần thú, đều hướng về bốn cái tà thần tộc đánh giết đi. Bốn cái tà thần tộc bộc phát toàn lực, kiệt lực phản kháng trùng kích, loại khí tức kia, để Lục Minh chấn động. Thật mạnh, cái này tối thiểu là ngũ tinh chân đế, thậm chí lục tinh chân đế rồi a hát. Lục Minh âm thầm tắc lưỡi. Lúc trước, ở cổ Nguyệt Thánh Địa,
Lục Minh hủy diệt Kim Ô nhất tộc, Vạn gia, Phong tộc các loại, cái kia lúc điều khiển thiên địa nhục thân, cảm thụ qua những cái kia cao giai chân đế uy năng. Như Kim Ô nhất tộc tộc trưởng, Vạn gia gia chủ, Phượng Hoàng cung cung chủ. Những cái này chúa tể một phương thực lực, cũng chỉ đến như thế mà thôi. Nhưng là, bốn đại tà thần tộc cường giả, ở đủ loại thần thú tấn công phía dưới, hoàn toàn không địch lại, hoàn toàn là nghiêng về một bên. Phốc, một cái tà thần tộc cánh tay, bị chân long xé rách xuống tới, máu tươi văng khắp nơi. Đón lấy, một cái khác tà thần tộc lồng ngực bị Phượng Hoàng lợi trào cào xuyên, ngay sau đó, đại bàng bay qua, cánh chim như đao, chém cái này tà thần tộc đầu lâu. Chiến đấu nghiêng về một bên, không đến bao lâu, bốn cái tà thần tộc cường giả, toàn bộ bị đánh giết. Lục Minh thất kinh, Đán Đán nói hắn đại trận này, có thể giết đỉnh phong chân đế, quả thật không phải nói mà thôi. Một cái lục tinh chân đế, ba cái ngũ tinh chân đế, ha ha, một lần này thu hoạch rất tốt, đối phương tột cùng nhất cao thủ, đoán chừng đến hơn phân nửa. Đán Đán cười to, đối phương tổng cộng hơn 100 người, nhưng cao giai chân đế số lượng không nhiều, chỉ có 6, 7 người mà thôi, lập tức bị đánh chết 4 cái. Dù sao, cao giai chân đế muốn lại tới đây không dễ dàng, rất nguy hiểm. Chỉ cần đem đối phương cao giai chân đế diệt trừ, lấy chân thành chiến lực, liền có thể không sợ đối phương. Chúng ta thu thập một chút, che giấu, đối phương gặp mấy người kia một mực không trở về, chắc chắn sẽ phái người tới xem xét. Lục Minh đề nghị. Đán Đán gật gật đầu, đem tà thần tộc thi thể thu thập hết, hiện trường chỉnh lý sạch sẽ, hai người lách mình đi tới cách đó không xa tổng cộng trong sơn ao. Lục Minh xuất ra một đống nguyên thạch, hấp thu nguyên thạch năng lượng, khôi phục thánh lực. Vừa rồi một mực kéo cung, liên tục bắn ra 7-8 tiễn, đối với thánh lực tiêu hao rất lớn. Không lâu sau đó, Lục Minh thánh lực, khôi phục lại đỉnh phong. Nhưng là, vẫn không có tà thần tộc tới. Hai người rất là kỳ quái. Theo lý thuyết, mấy cái cường đại chân đế một đi không trở lại, tà thần tộc nhất định sẽ phái người đến đây kiểm tra, nhưng bây giờ, lại không có một cái nào tà thần tộc tới được. Cái này rất kỳ quái. Chẳng lẽ bọn họ đã phá mở lâu đài đại môn, tiến vào lâu đài. Lục Minh, chúng ta cùng đi xem nhìn. Đán Đán nói. Lục Minh gật đầu, hai người cùng một chỗ hướng về thành lũy phương hướng bay đi. Nhưng phi ra không xa, liền nghe được kịch liệt hét hò. Thành lũy cửa, ở chém giết thảm thiết. Là bọn hắn. Rất xa, Lục Minh cùng Đán Đán liền thấy, tiến công tà thần tộc, chính là Lam Vân, Nhan Tịch những cái này thiên giới người. Thiên giới bên này nhân số càng nhiều, khoảng chừng hơn 200 người, hơn nữa so với lần trước ở sơn cốc bên trong hội tụ lúc, nhiều hơn không ít cao thủ, ngay cả cao giai chân đế, đều có mấy cái, hoàn toàn đè ép tà thần tộc. Đáng giận, thế mà bị những người này kiếm tiện nghi. Đán Đán nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ đánh chết đối phương 4 cái cao giai chân đế, lại bị những người này nhặt tiện nghi, để Đán Đán phi thường khó chịu. Nếu không phải bọn họ giết đối phương 4 cái cao giai chân đế, thiên giới đám người, chưa chắc là tà thần tộc đối thủ. Nhưng bây giờ, lại áp chế hoàn toàn đối phương, tà thần tộc người, một cái tiếp một cái bị đánh giết. Tà thần tộc người giận giống thét dài, cuối cùng vô dụng, mấy cái cao giai chân đế, cũng bị thiên giới bên này cường giả vây công đánh giết. Hơn 100 cái tà thần tộc, toàn bộ bị chém giết. Sau đó, thiên giới bên này cao thủ, bắt đầu oanh kích cái kia lâu đài đại môn. Ầm ầm, lâu đài đại môn không ngừng nổ vang. Che ở phía trên quang mang thiểm thước, so trước đó lờ mờ đi rất nhiều, xem ra, chẳng mấy chốc sẽ bị đánh tan. Chúng ta dịch dung đi qua. Lục Minh cho Đán Đán truyền âm. Chính hợp ý ta. Đán Đán gật đầu, trong mắt lãnh quang chớp liên tục, bọn họ cũng không muốn liền dễ dàng như vậy người khác, đặc biệt là bên trong còn có Lam Vân, Nhan Tịch. Hai người bề ngoài, kịch liệt biến hóa, sau đó đổi một bộ quần áo, hoàn toàn cùng trước đó đổi một người. Sau đó hai người hướng về thành lũy bay đi. Người nào? Có người phát hiện bọn họ, ánh mắt quét về phía bọn họ. Người một nhà, người một nhà. Đán Đán vội vàng kêu lên. Đám người xem xét bọn họ không phải tà thần tộc, yên lòng. Không phải tà thần tộc, tự nhiên là thiên giới bên này người. Lam Vân ánh mắt, cũng quét về phía Lục Minh cùng Đán Đán hai người. Còn tưởng rằng là Lục Minh hai người bọn họ, nguyên lai không phải, đáng tiếc, bằng không. Một lần này có thể phế đi bọn hắn. Lam Vân thầm thì trong miệng. Lần này, Lam gia lại tới cường giả, có cao giai chân đế, hắn lực lượng 10 phần, chỉ cần đụng một cái đến Lục Minh cùng Đán Đán, hắn nhất định phải làm cho bọn họ hối hận. Vừa nghĩ tới bị Đán Đán dẹp thảm như vậy, Lam Vân liền hận muốn điên. Lam Vân cũng không có tỉ hiềm,
Bị Lục Minh cùng Đán Đán hai người nghe rõ ràng. Kéo kẹt. Đán Đán trực ma nha, trong mắt chuyển động, Lục Minh liền biết, Đán Đán khẳng định không nghẹn tốt cái rắm, đang suy nghĩ làm sao ứng phó Lam Vân đây. Oanh, oanh. Đúng lúc này, cửa lâu đài, không ngừng chấn động, phát ra nổ mạnh. Muốn bị đánh vỡ. Lại thêm một cái sức lực. Rất nhiều người giống to, càng thêm ra sức oanh kích lên. Thiên giới tạp chủng, nhận lấy cái chết. Lúc này, nơi xa truyền đến gầm thét, từng đạo tử sắc quang mang, xẹt qua chân trời, phóng tới bên này. Là tà thần tộc người, hơn nữa, số lượng phi thường kinh người, khoảng chừng hơn 110 người. Cũng là cao thủ, toàn thân phủ đầy vảy màu tím. Trước đó, Lục Minh từ Đán Đán nơi đó hiểu được. Tà thần tộc, cũng có đẳng cấp phân chia. Hắc Lân tà thần tộc, là bình thường nhất tà thần tộc, địa vị cũng thấp nhất, tương đối mà nói, chiến lực cũng yếu. Mà lớp vảy màu tím tà thần tộc, chính là tà thần trong tộc quý tộc, đồng cấp một trận chiến, thực lực ở phía xa Hắc Lân tà thần tộc phía trên. Mà lớp vảy màu tím tà thần tộc phía trên, còn có càng thêm cao quý tà thần tộc, như tà thần tộc vương tộc, cái kia chiến lực càng thêm cường đại, đồng cấp một trận chiến, cơ hồ là sự tồn tại vô địch, nhưng số lượng cực kỳ ít ỏi. Thiên giới sắc mặt của mọi người biến. Nhanh, oanh mở đại môn. Có người gầm thét, cơ hồ tất cả mọi người đều xuất thủ, từng đạo sáng lạng quang mang, đánh vào cửa lâu đài bên trên. Oanh! Một tiếng nổ vang, cửa lâu đài quang mang bị đánh tan, cửa mở ra. Xông đi vào. Thiên giới người, nhao nhao vọt vào đại môn. Giết! Hậu phương, tà thần tộc cũng giết đến, đuổi sát thiên giới chúng cường sau lưng, vọt vào đại môn. Lục Minh cùng Đán Đán, cũng đi theo đám người, xông vào cửa lớn. Xông lên vào đại môn, cũng không phải là trong tưởng tượng trong pháo đài, mà là một mảnh rộng lớn đồi núi, một cái nhìn không thấy bờ. Cái này cực kỳ giống một cái tiểu thế giới, thành lũy đằng sau, thế mà đi tới một cái tiểu thế giới. Giết! Đằng sau, tà thần tộc giết tới, hai nhóm người kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Lục Minh cùng Đán Đán lẫn trong đám người, tính cách tượng trưng xuất thủ, cùng hai cái tà thần tộc giao thủ. Lục Minh thậm chí không có xuất thủ, trốn ở Đán Đán sau lưng, bởi vì hắn vừa ra tay, nhiều loại pháp tắc liền muốn lộ ra ánh sáng. Song phương vài trăm người, lẫn nhau chém giết cùng một chỗ, phi thường thảm liệt, thỉnh thoảng có cường giả bị giết, vĩnh viễn ngược lại ở khu vực này. Lục Minh phát hiện, Lam Vân cùng Nhan Tịch bên cạnh, đều đi theo cao thủ, thực lực mạnh phi thường, chính là cao giai chân đế. Hiển nhiên, Lam gia cùng Nhan gia, ở thiên giới bên trong, cũng là kinh khủng thế lực, liền cao giai hư đế đều phái đi ra. Phải biết, cao giai hư đế đi vào nơi này, rất nguy hiểm, vận khí không tốt, liền muốn vẫn lạc, phái tiến đến, liền muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị, thực lực không mạnh, nội tình không sâu, chỗ nào dám làm như thế. Bá, bá. Liền đang hai phương đại chiến thời điểm, phía trước, có đạo đạo bóng người màu đỏ ngòm lao đến, tốc độ nhanh đến cực điểm. Đó là, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn thấy, những cái kia bóng người màu đỏ ngòm, có hình người, cũng có hình thú, xông lại về sau, trực tiếp vồ giết về phía thiên giới mọi người và tà thần tộc người. Giống, một cái con sóng lớn màu đỏ ngòm, cũng vồ giết về phía Lục Minh. Đán Đán xuất hiện, một cước đem cái này huyết sắc cự lang đá bay ra ngoài. Là khôi lỗi. Đán Đán mở miệng, đồng thời, Lục Minh cũng nhìn ra, cái này đích xác là khôi lỗi. Một loại kỳ lạ khôi lỗi, sát cơ hết sức nồng đậm, toàn thân huyết hồng sắc, thậm chí mùi máu tươi xông vào mũi. Hơn nữa hung hãn không sợ chết, không ngừng vồ giết về phía hai phe người. Thiên giới cùng tà thần tộc cường giả, chỉ có thể dừng lại chiến đấu, chuyên tâm đối phó những cái này huyết sắc khôi lỗi. Đụng, đụng, đụng. Từng con huyết sắc khôi lỗi, bị đánh bảo. Không lâu sau đó, đánh thẳng tới huyết sắc khôi lỗi, rốt cục bị đánh chết không sai biệt lắm, nhưng thiên giới cùng tà thần tộc, đã lưu lại rồi mấy chục bộ thi thể. Song phương riêng phần mình hội tụ ở một phương, hai bên dò xét, sát cơ lạnh lẽo. Nhưng trong lúc nhất thời, không có lại xuất thủ. Cái này rất khả năng, là một cái tuyệt thế cường giả lưu lại tiểu thế giới, có khả năng sẽ có cơ duyên to lớn, hai phe người đều là giống nhau ý nghĩ. Trước tiên tìm bảo, thu hoạch được cơ duyên, sau đó lại đánh giết đối phương. Đi. Đầu tiên động, là tà thần tộc, bọn họ dọc theo bên trái phương hướng, hướng về phía trước phóng đi, biến mất ở gò núi tầm đó. Sau đó, thiên giới bên này người cũng động, dọc theo phía bên phải phương hướng, xông về phía trước. Lục Minh cùng Đán Đán, Thủy Chung đi theo trong mọi người ở giữa. Giống, giống. Hống khiếu thỉnh thoảng truyền đến,
Những cái này đồi núi tầm đó, hoạt động một chút huyết sắc khôi lỗi, vừa nhìn thấy sinh linh, liền vồ giết về phía bọn họ, bất quá bị bọn họ từng cái đánh tan. Đi về phía trước một khoảng cách về sau, cũng không có phát hiện. Chúng ta vẫn là tách ra tiến lên A, dạng này thu hoạch được cơ duyên tỷ lệ, mới lớn một chút. Lam Vân đầu tiên mở miệng. Những người khác cũng gật đầu đồng ý, đón lấy, thiên giới bên này người, chia nguyên một đám đoàn thể, phân tán tiến lên. Lam Vân, Nhan Tịch hai người, mang theo Lam gia cùng Nhan gia cao thủ, hội tụ vào một chỗ, hướng về một cái phương hướng đi. Hai người gia tộc, đều cao thủ tới, có cao giai chân đế, còn có sơ giai chân đế, bọn họ lực lượng 10 phần, không nguyện ý cùng những người khác cùng một chỗ. Chúng ta theo sau. Đán Đán nhỏ giọng nói. Lục Minh cùng Đán Đán hai người, lặng lẽ đi theo Lam Vân, Nhan Tịch, bọn họ đều không có chút phát giác. Thành lũy đằng sau thế giới, thoạt nhìn như là một cái tiểu thế giới, lâu đài cửa là cửa vào. Bên trong cũng rất hoang vu, không có một ngọn cỏ, hơn nữa phân bố một chút huyết sắc khôi lỗi. Lam Vân, Nhan Tịch mang theo gia tộc bọn họ người, hợp thành hợp lại cùng nhau, ước chừng có 20 mấy người, cao thủ rất nhiều, trên đường đi, đánh chết không ít huyết sắc khôi lỗi. Đồng thời, cũng nhìn thấy mấy cỗ xương khô, nhưng là cũng là tà thần tộc, không có bất kỳ cái gì bảo vật lưu lại. Mấy tên này, còn nhớ thương ứng phó chúng ta, không thể tha thứ, bản tọa chú ý, hắn cũng dám đánh. Đằng sau, Đán Đán trực ma nha ăn mày, trong mắt lãnh quang chớp liên tục. Lục Minh sờ lỗ mũi một cái, trong lòng nói bọn họ bị ngươi khi dễ thảm như vậy, không nghĩ trả thù mới là lạ. Bất quá Lục Minh cũng muốn làm sao thần không biết quỷ không hay diệt trừ Lam Vân mấy người, biết rõ Đán Đán trong lòng đang suy nghĩ mưu kế, lập tức hỏi ngươi có ý định gì. Chúng ta đi dẫn tà thần tộc tới, để bọn hắn cho cắn chó, ngươi cảm thấy thế nào? Đán Đán đề nghị. Thực sự là anh hùng sở kiến lược đồng, đi, xuất phát. Lục Minh cười một tiếng, sau đó hai cái, anh hùng, lén lén lút lút hướng về tà thần tộc cái hướng kia đi. Hai người đem khí tức hoàn toàn thu liễm, cẩn thận né qua huyết sắc khôi lỗi, không lâu sau đó, liền thấy một đám tà thần tộc. Tà thần tộc tạp chủng, nhận lấy cái chết. Đán Đán giống to, trực tiếp xông qua, cách nhau rất xa, liền song trưởng chụp liên tục, vô tận phù văn ngưng tụ ra mấy đạo kiếm quang, chém tới tà thần tộc. Phốc, phốc, hai cái cao giai hư đế, còn có một cái nhất tinh chân đế, trực tiếp bị Đán Đán chém giết. Lục Minh ở phía xa xuất ra trùy tinh cung, liên tục bắn ra hai mũi tên, bắn chết hai cái tà thần tộc hư đế. Thiên giới tạp chủng, giết. Tà thần tộc nổi giận. Giữa hai tộc, vốn chính là huyết cừu, vừa thấy mặt không chết không thôi, hiện tại Lục Minh cùng Đán Đán, lại dám chủ động giết bọn hắn người, nhất định chính là muốn chết. Lập tức. Một đám tà thần tộc thẳng hướng Đán Đán cùng Lục Minh. Chạy a! Đán Đán kêu to, xoay người chạy, phía sau hắn, Lục Vũ thần sĩ hiện lên, tốc độ nhanh kinh người. Mà Lục Minh, đã sớm thu hồi trùy tinh cung, thì triển Lục Vũ thần sĩ, nhanh chóng hướng về Lam Vân bọn họ cái hướng kia phóng đi. Không lâu, liền thấy Lam Vân bọn họ. Lam Vân, mau tới giúp bọn ta. Cùng một chỗ giết tà thần tộc tạp chủng a! Lục Minh cùng Đán Đán hai người kêu to. Hướng về Lam Vân bọn họ phóng đi. Lam Vân đám người, chính đang cẩn thận thăm dò đây, chợt nghe mấy tiếng kêu to, theo tiếng kêu nhìn lại, Lam Vân lập tức liền muốn chửi má nó. Hắn nhìn thấy Lục Minh cùng Đán Đán kêu la om sòm, xông về bên này, sau lưng, còn đi theo một đám tà thần tộc, khoảng chừng hơn 20 cái. Các ngươi mau cút, Lam Vân gầm thét. Hắn tự nhiên không có nhận ra Lục Minh hai người, bởi vì hai người trải qua dịch dung. Lục Minh cùng Đán Đán, giống như không có nghe được Lam Vân mà nói, tiếp tục hô to gọi nhỏ phóng tới Lam Vân bọn họ. Xông vào Lam Vân đám người bọn họ bên trong thời điểm, Đán Đán kêu to, giết tà thần tộc tạp chủng. Chết chính là bọn ngươi. Tà thần tộc người giận giống, hướng bọn họ phát động tiến công. Theo bọn hắn nghĩ, thiên giới người, đương nhiên cũng là cùng một bọn. Lập tức, thì có hai cái Lam gia hư đế, bị tà thần tộc chém giết. Lam gia, Nhan gia bất đắc dĩ, chỉ có thể phản kích. Cùng tà thần tộc chém giết cùng một chỗ. Bất quá, Lam gia cùng Nhan gia, xác thực đến không ít cao thủ, cao giai chân đế, đều có một cái, cũng là lục tinh chân đế, phi thường cường đại. Tà thần tộc một bên kia, chỉ có một cái lục tinh chân đế, còn có đến hai cái ngũ tinh chân đế, lập tức bị bọn họ áp chế. Song phương chém giết, dị thường thảm liệt, không ngừng có người bị đánh giết. Lục Minh cùng Đán Đán trong đám người lấp lóe xê dịch, tốc độ kinh người, tránh đi từng đạo công kích. Cuối cùng,
Nhan gia cùng Lam gia bên này mũi nhọn chiến lược mạnh hơn, một cái lục tinh chân đế, trước sau đánh chết tà thần tộc hai cái ngũ tinh chân đế, sau đó cùng một cái khác lục tinh chân đế liên thủ, vây giết tà thần tộc cái kia lục tinh chân đế, cuối cùng ở một cái lục tinh chân đế bỏ ra trọng thương tình huống phía dưới, đem tà thần tộc lục tinh chân đế chém giết. Đối phương lục tinh chân đế cái chết, lại cũng không có sức chống cự, ầm vang mà tán, bị Lam gia cùng Nhan gia cao thủ đuổi theo chém giết sạch sẽ. Một trận chiến này, đem tà thần tộc người chém giết sạch sẽ, nhưng Lam gia cùng Nhan gia cũng coi là rất nặng. Chết trận mười mấy cái trọng thương, cả kia cái lục tinh chân đế, đều bị trọng thương, bị tà thần tộc sắp chết phản công. Lam Vân, Nhan Tịch sắc mặt hai người, âm trầm muốn nhỏ ra đến, nhìn về phía Lục Minh cùng Đán Đán, trong mắt không ngừng lấp lóe sát cơ. Cũng là Lục Minh cùng Đán Đán, như không phải hai người mang đến tà thần tộc, bọn họ sao lại có lớn như vậy tổn thất. Lúc này, cách đó không xa thân hình lấp lóe, có mặt khác thiên giới người lao đến, hiển nhiên là nghe được tiếng đánh nhau, chạy tới. Tà các ngươi cứu giúp a, bằng không thì chúng ta liền nguy hiểm, chúng ta thiên giới người, chính là phải trợ giúp lẫn nhau. Lam Vân đám người còn chưa mở miệng, Đán Đán liền giành mở miệng trước, một câu, liền sẽ bọn họ buộc chung một chỗ, để Lam Vân đám người không tiện phát tác. Lam Vân cùng Nhan Tịch, trực giác ngực khó chịu, kém chút nghẹn thổ huyết. Đán Đán dẫn đầu cảm tạ, đem bọn hắn đều cột vào thiên giới đầu này trên thuyền lớn, lưỡng giới thành có quy định, trong chiến trường, thiên giới sinh linh không thể tự giết lẫn nhau, muốn cộng đồng ngăn địch. Bọn họ thực sự tìm không thấy lý do ứng phó Lục Minh cùng Đán Đán, huống chi, còn có những người khác đến. Các ngươi hai cái, cách chúng ta xa một chút. Lam Vân cắn cắn nghiến răng mở miệng, sau đó gọi người đem tà thần tộc người lưu lại vòng tay chữ vật thu hồi, rời khỏi nơi này. Đáng tiếc, đáng tiếc. Đán Đán thở dài, hắn đáng tiếc là, tà thần tộc người, không thể tiêu diệt Lam Vân bọn họ. Lục Minh cũng cảm thấy đáng tiếc. Không bằng, chúng ta một lần nữa. Lục Minh cho Đán Đán truyền âm. Tiểu tử ngươi, biến thành xấu a, bất quá ta ưa thích, hắc hắc hắc. Đán Đán vẻ mặt cười bị ổi. Lập tức, hai người lại lén lén lút lút đi theo Lam Vân phía sau bọn họ. Lần này, Lam Vân bọn họ cẩn thận rất nhiều, đánh giá chung quanh, bất quá Lục Minh hai người thu liễm khí tức pháp môn thật cao minh, bọn họ hoàn toàn không có phát hiện. Lén lén quan sát một trận, hai người lại hướng về tà thần tộc bên kia sông đi. Một lát sau, hai người lại hô to gọi nhỏ hướng về Lam Vân bọn họ bên kia sông đi. Cái tổ, lại là các ngươi, mẹ nó. Lam Vân vừa nhìn thấy Lục Minh bọn họ, trực tiếp liền tức miệng mắng to, bởi vì thực sự khí không nhẹ. Sau đó, Lam Vân bọn họ cũng xoay người chạy, một lần này, không lại làm oan đại đầu. Cái tổ, thế mà chạy, cứu mạng. Đán Đán, kêu thảm cùng Lục Minh hai người, cực tốc hướng về Lam Vân bọn họ đuổi theo. Các ngươi cút ngay. Lam Vân xông hai người gầm thét. Cùng là thiên giới người, các ngươi thấy chết không cứu. Lục Minh giống to. Chính các ngươi muốn chết, đừng kéo theo chúng ta. Lam Vân gầm thét. Cứu mạng a. Đán Đán cùng Lục Minh, chết đuổi theo Lam Vân bọn họ không thả, đằng sau đi theo một đợt tà thần tộc, nguyên một đám con mắt đỏ bừng, hận không thể đem Đán Đán cùng Lục Minh đám người, tháo thành tám khối. Lam Vân, Nhan Tịch đám người, ở phía trước lao nhanh, Lục Minh cùng Đán Đán ở phía sau điên cuồng đuổi theo, lại đằng sau, mang theo một chuỗi tà thần tộc cường giả. Ba nhóm người tốc độ đều rất nhanh, trong nháy mắt liền bay qua một mảng lớn sơn lâm. Động tĩnh của nơi này, rốt cục đưa tới chú ý của những người khác, một đám người hướng về bên này bay tới. Là thiên giới những người khác, nhìn thấy tà thần tộc, bọn họ hướng về bên này giết tới đây. Tà thần tộc nhìn thấy thiên giới cường giả tăng nhiều, không dám lại truy kích, quay đầu xoay người chạy. Đáng tiếc a đáng tiếc. Đán Đán thở dài không thôi, một lần này không để cho Lam Vân đám người tổn thất, thực sự đáng tiếc. Các ngươi muốn chết. Giờ phút này, Lam Vân vô cùng phẫn nộ, trong mắt đều là sát cơ, mang người hướng về Lục Minh cùng Đán Đán hai người xông lại. Các ngươi muốn làm gì? Ở bên trong chiến trường này, ngươi nghĩ đối người mình động thủ. Đán Đán lập tức kêu to. Các ngươi lại nhiều lần mang theo tà thần tộc người hướng chúng ta vọt tới, ta hoài nghi các ngươi là cố ý hãm hại chúng ta. Lam Vân âm lãnh nói. Đánh rắm, lão tử là cùng tà thần tộc có thù, nhìn thấy tà thần tộc, liền không muốn buông tha, cho nên liền đi giết tà thần tộc, thế nhưng tà thần tộc số lượng quá nhiều, chúng ta chỉ có thể chạy, không nghĩ tới hai lần đều đụng phải các ngươi, điều này nói rõ chúng ta hữu duyên à. Đán Đán bắt đầu trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, nói năng bậy bạ. Nhưng hết lần này tới lần khác, lần này lý do, đối phương không cách nào phản bác.
Giết tà thần tộc có lỗi sao? Đánh không lại chạy có lỗi sao? Chỉ là vừa tốt chạy đến Lam Vân bọn họ một bên kia mà thôi, chỉ có thể trách bọn hắn xui xẻo. Ngươi, ngươi! Lam Vân, Nhan Tịch đám người cứng họng, nói không ra lời. Bọn họ khi nhanh thổ huyết, hai mắt trợn tròn xoe, hận không thể đem Lục Minh cùng Đán Đán tháo thành tám khối, nhưng bây giờ, có thiên giới những người khác ở, bọn họ thực sự không tốt động thủ. Đi! Cuối cùng, Lam Vân nhóm người bất đắc dĩ, chỉ có thể mang người, rời khỏi nơi này. Nhìn đem chiêu này ra không thể thực hiện được, bọn gia hỏa này học thông minh. Đán Đán nói thầm, về sau, hai người hướng về phía trước, cũng ở khu vực này tìm tòi. Nhìn, một bên kia có dị thường. Bỗng nhiên, Lục Minh nhìn về phía trước. Nơi đó, mơ hồ có thể nhìn thấy một áng đỏ đang nhảy vọt, tiên diễm dị thường, nhiễm đỏ rực cả nửa bầu trời, như máu tươi một dạng. Bá, bá. Hiển nhiên, những người khác cũng phát hiện dị thường, nhao nhao hướng về cái hướng kia bay đi. Hồng quang tràn ngập, là có bảo vật a, đi. Đán Đán ánh mắt lửa nóng, hai người cũng hướng về bên kia địa vực bay đi. Những phương hướng khác, cũng có từng đạo hồng quang bay tới. Cái phương hướng này, là thiên giới chúng cường tìm kiếm phương hướng, cho nên bây giờ không có tà thần tộc cường giả chạy đến. Phía trước, có một tòa to lớn núi cao nguy nga, núi cao một bên, có một mảnh vách núi, cao mấy ngàn thước, ánh sáng màu đỏ, chính là từ đáy vực phía dưới lan tràn ra. Đám người bay đến đáy vực phía dưới, phát hiện nơi đó có một cái ao nước, trong ao không phải nước, mà là đỏ tươi chất lỏng, như máu tươi một dạng. Ở trong ao, có một bóng người ngồi xếp bằng, toàn thân bị chất lỏng màu đỏ tươi bao trùm, nhưng lờ mờ còn có thể thấy rõ hình dạng. Một cái vóc người tốt đến nổ tung tuyệt sắc nữ tử. Mục Lan. Lục Minh chố mắt ngoác mồm, như thế nào cũng không nghĩ đến, lại ở chỗ này đụng phải Mục Lan. Mục Lan lại tu luyện, hoặc là ở tiếp nhận một loại truyền thừa, đỉnh đầu của nàng, lơ lửng một tôn màu máu đỏ tiểu tháp, tàn mát ra mênh mông uy áp, cao cao tại thượng, như là thiên uy. Không cần nghĩ, tôn này tiểu tháp, tuyệt đối là một tôn vô thượng bảo vật. Báu vật, đây tuyệt đối là báu vật. Rất nhiều người ánh mắt lửa nóng hết sức, lấp lóe lấy tham lam chi quang. Đán Đán cũng là như thế, kém chút chảy nước miếng, nhìn chòng chọc vào tòa kia tiểu tháp. Đây là một vị cường đại tồn tại bảo vật. Đán Đán nói nhỏ, con mắt tỏa ánh sáng. Nàng là bằng hữu ta. Lục Minh vội vàng cho Đán Đán truyền âm, để Đán Đán khuôn mặt sụ xuống. Nhưng lúc này, Lam Vân, Nhan Tịch đám người, không nhịn được. Bảo vật này, là của ta. Ta. Lần lượt từng bóng người, liền xông ra ngoài, xông về Mục Lan, hướng về đỉnh đầu nàng huyết sắc tiểu tháp chộp tới. Đáng chết. Lục Minh gầm thét, muốn cứu viện, đã không kịp. Khanh. Đột nhiên, một đạo kiếm minh vang lên. Ở huyết chỉ phía sau trên vách đá, có một cái sơn động, tiếng kiếm reo, chính là từ bên trong hang núi kia truyền ra, đón lấy. Một đạo kiếm quang từ trong sơn động bay ra, tốc độ kinh người hết sức, như là một đạo quang mang đang du tẩu. Phốc, phốc, có mấy cái tu vi thấp, trực tiếp bị kiếm quang chém thành hai nửa, vẫn lạc tại chỗ. Mà những người khác, cũng bị kiếm quang cản lại. Bá, sau một khắc, một bóng người, xuất hiện ở Mục Lan một bên, đỉnh đầu lơ lửng một cái trong suốt trường kiếm. Kiếm phi lưu, Lục Minh lại một lần nữa trố mắt ngoác mồm. Xuất hiện ở Mục Lan bên cạnh. Là một thanh niên, mày kiếm anh mắt, phi thường anh Tuấn, lại là cùng Lục Minh nhiều năm chưa từng gặp nhau kiếm phi lưu. Năm đó, Lục Minh ở Cửu Long Thành sông sáo thời điểm, kiếm phi lưu bị vương gia các gia tộc thiên kiêu đánh cho trọng thương, tu vi mất hết, về sau tiến vào vạn huyết trì, kiếm phi lưu bị vạn huyết trì phía dưới một cái người thần bí mang đi, hư hư thực thực một cường giả tàn hồn. Năm đó từ biệt, đã rất nhiều năm, không nghĩ tới kiếm phi lưu còn sống, không chỉ có thể tu luyện, hơn nữa tu vi đạt tới mức độ kinh người. Mới vừa rồi bị hắn chém giết mấy người, đều là võ đế. Bảo vật, lại một món bảo vật. Đán Đán mắt sáng lên nhìn xem kiếm phi lưu đỉnh đầu trường kiếm. Ông, trường kiếm chấn động nhẹ nhẹ, phát ra huỳnh quang, có kinh khủng kiếm khí gào thét, xông thẳng lên trời. Đây tuyệt đối là một cái tuyệt thế hảo kiếm, vừa rồi kiếm phi lưu có thể một kiếm ngăn lại nhiều cao thủ như vậy, đại bộ phận là thanh kiếm này công lao. Những người khác, cũng ánh mắt lửa nóng hướng về kiếm phi lưu đỉnh đầu trường kiếm. Tiểu tử, ngươi là ai, dám giết người của chúng ta, thiên giới người, không thể trong chiến trường tự giết lẫn nhau, ngươi đã phạm tội lớn, ngươi biết không? Còn không quỳ xuống thúc thủ chịu trói. Lam Vân hét lớn, ta không phải lưỡng giới thành người. Kiếm phi lưu lạnh lùng mở miệng, nói tiếp, hơn nữa, trước đó là các ngươi không nói lời gì liền muốn động thủ,
không thấy được bằng hữu của ta đang tiếp thụ truyền thừa sao? Giết người, còn muốn rào biện, bắt lại cho ta hắn. Lam Vân giống to, ánh mắt dị thường lửa nóng, không ngừng ở kiếm phi lưu đỉnh đầu trường kiếm và mục lan đỉnh đầu tiểu tháp vừa đi vừa về chuyển động. Đây tuyệt đối là dị bảo, cổ đại cường giả lưu lại bảo vật. Chờ một chút. Lúc này, Lục Minh hét lớn một tiếng. Đám người dừng lại, Lục Minh lách mình mà ra. Là ngươi, ngươi muốn làm gì? Lam Vân nhìn thấy Lục Minh về sau, trong mắt lóe lên một sợi sát cơ. Trước đó Lục Minh cùng Đán Đán đem tà thần tộc đưa đến bọn họ nơi đó, để bọn hắn tổn thất nặng nề, hắn có thể một mực nhớ. Đán Đán, ngươi nhanh bày trận. Lục Minh đầu tiên truyền âm cho Đán Đán. Đán Đán gật đầu, lén lén lút lút ở bốn phía đi lại, mỗi một bước đạp xuống, thì có vô tận phù văn, chui vào trong lòng đất. Lục Minh ánh mắt đảo qua Lam Vân đám người, sau đó một chỉ kiếm phi lưu cùng Mục Lan, cười lạnh nói, hai người này, vừa nhìn liền biết là nhân tộc, các ngươi cướp đoạt bản thân bảo vật, hơi bị quá mức. Hết tập 147.